Xin chào khán giả của The Red Dot Cái hôm nay thì Trang đang uh, ở một cái văn phòng Và các bạn thấy là nó rất là đẹp uh, Không gian rộng rãi Đây chính là văn phòng của DTX Asia Và trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Trang muốn giới thiệu với các bạn Nhân vật sẽ đồng hành cùng với Trang Xin được giới thiệu anh Quang Thái Founder của DTX Asia uh, Giới thiệu một chút đi uh, DTX Asia là công ty mà trong đó có rất nhiều các cái brand Mà hẳn là mọi người đã khá quen thuộc Ví dụ như là đồng hồ Caden Cái hôm nay thì Trang có một cái Cái này là em mua cách đây uh, 2 năm rồi Đến bây giờ đeo chưa phải thay pin lần nào nha mọi người Ngoài <laughs> <And cười> ra là còn có một số thương hiệu như là Incaholic um, Hình xăm tạm hờ Và một thương hiệu nữa cũng vừa mới ra mắt gần đây thôi His dành cho Dành cho Nat Và tất cả các cái brand này thì đều focus vào nhóm các bạn trẻ Gen Z hoặc là Millennials Thế còn DTX lên thì là gì ạ? DTX là viết của từ là Direct to Everyone thì thực ra bọn anh đi được sản phẩm từ tưởng tượng là ở uh, bản và thành phố tất cả các sản phẩm đất, tiếp, 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 đi được trực tiếp trong nghệ được. D2C thì người ta hay nói khá nhiều cái D2C thì uh, Playroun là khoản chừng cái lớn nhất trong cái like, Jacks. Skill uh. SpaceX. Skill. Mức <laughs> <laughs> là cái inspire và elements nhưng mà uh, nó nó thực sự đại diện cho cho một cái một cái audience uh, và là tất cả mọi người. Mm. Uh, thì mang mang cái gì đấy thì hồi đầu tiên thời gian nó chỉ là cơ nhặt. Rồi đợt về sau thì anh mới thấy là uh, Cơ nó phục vụ cho một nhóm khách hàng, nhóm khách hàng các bạn trẻ. Đây là các bạn trẻ nó có thể các bạn ấy có thể fulfill được rất là nhiều khác không chỉ là sản phẩm kiểu bạn sức thật trang để ra là đang dịch chuyển về mặt consumer behavior các sự chuyện tương lai khá là nhiều. Uh, và anh nghĩ là sẽ còn khá là nhiều các brand mà ở Việt Nam còn có thể uh, các bạn có thể được trải nghiệm Nhưng mà anh nghĩ là DTX và cách để hay lòng. Nhưng tại <laughs> sao phải là DTX Việt Nam mà lại là DTX Asia? nó đến từ và đến từ nguyện vọng và bản thân thôi. <laughs> nghĩa là anh nghĩ là câu chuyện uh, phân phối sản phẩm ở uh, xuyên biên giới thì anh nghĩ là bất kỳ một brand nào, em một tổ chức nào, một công ty nào để tạo xây dựng tới điều đó. Lúc đầu thì dĩ nhiên là sẽ phải có một chỗ đứng nhất định ở nơi mặt địa của tập thân đó là Việt Nam. Nên tuy nhiên bọn anh nguyện vọng mong muốn là có thể vươn ra. Tức là đến khi mà được đến Asia rồi thì sẽ là international đổi tên um, travely. Yes. <laughs> có thể đi đến được literacy global war. <laughs> um, cũng chia sẻ với các bạn một chút thì uh, anh Thái rất trẻ, anh uh, là một chim X. Đúng không ạ? Và um, con đường mà anh bắt đầu đến với bây giờ đến với DTX Asia nó không phải là ngay lập tức đã đi theo một cái con đường gọi vốn đầu tư hoặc là có rất nhiều brand mà nó có thể nó cũng là những thứ nó rất đơn giản. Ví dụ như từ những năm uh, 2015 đúng không anh? Là Two Guys One Box được thành lập, anh có thể kể lại cái câu chuyện đấy một chút được không? Ừ. Um, câu chuyện hình thành của Two Guys One Box thì vào 2015 thực ra là lúc đấy anh vừa mới uh, 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 du học về Việt Nam. In... Anh học học thì là du học phí. Sau đó thì thời điểm về Việt Nam vào 2015 thì đi làm trong một công ty kiểu kiến trúc uh, đội thất. Ừ. Thì anh học về đội thất, học về kiến trúc uh, trong một năm. Và sau đó thì decided là, là mình muốn uh, về start của cái journey của người. thì thời điểm đấy cũng chỉ nghĩ là mình bán cái gì mà bản thân mình phải thích mình bán cái gì cho bản thân chính bản thân mình đó để nghĩ thời gian bất kỳ một bạn vào nào cũng sẽ xuất phát với một cái nỗi đau gì cho bản thân thế mà thứ sẽ lao ra một cái sản phẩm làm ra một cái dịch vụ gì để cho chính bạn này có thể sử chính bạn này có thể trải nghiệm được thì anh cũng như vậy thứ ba trong box thì bản chất là inspire my một mô hình tương tự như vậy ở bên ở uh, uh, tại thời điểm đấy khi renowned brand tên là furfox, bộ ừ. tên là uh, sản phẩm sự trượt chân, bao thì bọn anh đã uh, lập lại cái đấy nhưng mà là cho nước tại Việt Nam và tập trung vào các dòng sản phẩm là trang sức, phụ kiện, những đồ mà hay ho cho cho cảnh đàn ông. Và sau 6 tháng thì doanh thu 2 tỷ đúng không? <cười> <cười> nhưng mà sau đấy thì công ty không còn nữa. Sau đấy thì do sự chủ quan, sự sự thiếu kinh nghiệm, uh, rất nhiều rất nhiều cái cái know how mà nó lấy mình không hiểu có cái chủ quan nhất là gì lý do lớn nhất anh nghĩ là chủ quan nhất là không biết handle một cái growing company mình như thế nào anh nghĩ cái đấy là cái cụ thể hơn nữa được không ạ hơn nữa đó, nó có rất nhiều cái cái cái, cái mảnh ghép mà thật sự là mình chưa được chưa được uh, trải nghiệm bao giờ ừ. Điều đầu tiên thì là managing dòng tiền ừ. quản lý dòng tiền đó là một cái câu chuyện là nghe được có vẻ dễ hay là ví dụ như là nếu mà cái bạn nào học qua accounting thì sẽ hiểu là về quản bản chất business thì nó sẽ có hai cái bạn ba cái bạn rất là quan trọng một là PNL hai là cash flow management và ba là đó là balance sheet thì khi vừa đến biết gì đâu thì anh học từ nội thất mà thì, thì đến khi mà bắt đầu lúc đầu managing chỉ có kiểu hai anh em co-founder với nhau và bỏ phiền ra vào thì nó cũng tớ giản vào chi thì gần như là keeping. đến khi mà doanh thu là thằng 2 tỷ, managing giá vốn nó là một cuộc chấp khác, managing chi phí uh, cost uh, of operation và khác, cost of sales và lúc này khác thì gần như là get out of hands và đây mới chỉ là một thứ thôi. Mm. Chúng ta chưa nói đến việc là managing people cho tôi đây bắt đầu bậc vào nhân sự chứ. Tôi đã bắt đầu phải nghĩ đến việc là career path của các bạn. Um, thì lúc đấy hoàn toàn là 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 phụ cũng có kinh nghiệm mà nó đến quá nhanh và đến trong vòng tầm năm sổ tháng ừ. Và và với sự chủ quan là việc là mình không foresee được là sẽ phải quản tí như thế nào. Ừ. Sẽ để biết những thứ đấy để học trước thì đến khi mà tất cả mọi thứ gần như là start up là. cái gì đấy thì mình bắt đầu phải bày mày mò để học thì uh, sau tháng sau thì bọn anh uh, cả anh và bạn của oh founder của anh thì gặp một cái challenge quan là không thể học nhanh nên anh đi nên xoay chuyển và để uh, keep up được với cái momentum của công ty thì cứ như cái thảo đã nói ở uh, công ty nó chỉ lớn được đến bữa mà founder nó tương đồng với tập founder nếu mà nếu mà founder không vượt qua được cái đấy thì là công ty nó sẽ vỡ thì trường hợp của chúng ta có tính kia Yes. speed Ừ. Đúng, 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 như vậy. Uh, chủ doanh nghiệp là nắp chặn của doanh nghiệp. Thường là như vậy. Uh, anh đã khởi nghiệp với Two Guys One Box về số vốn là bao nhiêu? Ờ, uh, 30 triệu. I believe 30, 30 triệu. Mỗi anh em bỏ vào 30 triệu. Tất tổng cộng là 60 triệu cho startup. Uh, tức là hoàn toàn có thể nha các bạn. Từ 60 triệu mà trong vòng 6 tháng lên được 2 tỷ. Ủa? Um, anh đã sử dụng số tiền đấy như thế nào để để start với Two Guys One Box và có cái biến chuyển nào trong cái hành trình để nó phát triển được trong vòng 6 tháng đầu tiên đấy? Ok, I, um, trước hết thì phải uh, phải put một cái context Ví dụ là Two Guys One Box là được uh, được được uh, khởi tạo vào năm 2015. And... 2015 nếu mà các bạn nghĩ về social media ấy, nó là những năm mà rất early cho một là digital marketing và hai là Influencer marketing. Yes. Thế cho nên là phản thất early có nghĩa là gì? Early có nghĩa là tất cả những hợp mục chi phí marketing này vẫn còn rất là rẻ. Dạ. Thế cho nên là bất kỳ một ai khi mà adopt cái cách thức làm như vậy nào là chạy quảng cáo Meta này, hồi đấy gọi là Facebook. Yes. Ở đấy còn chưa có chạy quảng cáo Instagram đâu, thôi đấy chỉ có Meta được. chạy uh, uh, influencer marketing này, thì, thì, thì everything nó rất là rẻ, dạ. gần như là thậm chí là gửi quà, gửi sản phẩm tặng cho các KOL lúc đấy nó còn là zero cost ừ. mà mọi người còn chưa nghĩ về nó như là một cái nghề và hoàn toàn là ok là sử dụng trải nghiệm trải nghiệm sản phẩm sau và đăng hộ đúng Thân gần như là trong tháng đầu tiên kể được các bạn câu chuyện là trong trong tháng đầu tiên mà anh có 50 ai năm 50 box à, trong khoảng tầm một tuần đầu tiên mọi anh bán được uh, sắp tầm 15 box và cho đến tuần thứ hai bán được thêm tầm hai box nữa thì hết tuần thứ hai anh nhận ra chắc chắn nó sẽ không out stock được. đấy thì hai anh em cũng muốn nghĩ về là phải nào để uh, uh, vượt qua được giai đoạn này thì chỉ đơn giản đối lúc đấy là anh nghĩ ở uh, vậy bây giờ đàn nào không bán được uh, thì tại sao mình không đi tạo okay. thì là hồi đấy là mình là nobody thì với sự uh, gọi là cái lúc like đấy thì lại lên facebook và xong rồi add add friend tất cả những ai mà anh nghĩ là là có thể sẽ interested vào và okay. mà, mà thậm chí lúc đấy là phong nề hà là cả các vị kiểu kêu ấy với Người lúc thậm chí là kiểu đức phúc tức là friend đấy mà lúc đấy là vừa mới đọc qua xong uh, somebody I don't know why. Nhưng mà với một sự chân thành là vào vào anh và nhắn tin, anh chia sẻ và xong chỉ còn gửi tặng quà cho mọi người và sản phẩm. Ok, thích cái review Colifo và sau một tháng nó hit. Mm. So right up, right away là hit. Sau đấy bọn anh lên cà phê F, cà phê B, để tất cả. À sau tháng 12 thì là 151 là so out ngay sau khoảng tầm ngày. Tháng 3 thứ ba là khoảng tầm 500 bộ so trong khoảng 12 điểm. Mm thì nó cứ pick up như thế đến tháng 6 tháng thứ sáu đến tháng thứ sáu thì thì nó, thì nó bắt đầu bắt đầu xảy ra rất nhiều những vấn đề mà bói có của một biểu lúc đấy anh uh, tiếp cận với bao nhiêu người và bao nhiêu người phản hồi uh, anh không nhớ chính xác nhưng mà anh nghĩ là anh ép phải phải sắp xỉ tập trung ừ. thì uh, trong 100 người đấy có còn sắp xỉ tập ba mươi người để accept frame và cho 30 người để anh nhắn thì phải phải đến vào tập là 20-25 cho người phản và right. ừ. và zero không không có bất kỳ mà ai lấy quanh một đồng nào. Yes. Nhiều đấy là back in 2015. Thì xác. thời điểm đấy em cũng có một cái thương hiệu về thời trang nam và phụ kiện dành cho nam và phải công nhận là thực sự thời điểm đó tiếp cận ở trên Facebook đều rất là đơn giản. Nhiều mọi người review và feedback cũng rất là đơn giản. Nhưng cái này nó khiến cho mình có một ảo tưởng nho nhỏ. đó, tôi rất giỏi. Thế là cái này khiến cho tôi thấy rằng là bán dễ quá. Thế này thì kiếm tiền một năm, một tỷ, hai tỷ có gì khó đâu với một cái số vốn anh là số vốn startup là 60 triệu đúng không ạ số vốn startup của em là 6 triệu đó và trong có mấy mấy tháng em kiếm được 600 triệu thì nó cũng là một cái gì đó mà mình nghĩ rằng là ạ chắc là mình giỏi nhưng mà ngay sau đấy thị trường bắt đầu thay đổi nhiều người cũng bắt đầu nhìn thấy cái đó và mọi thứ trở nên khó khăn hơn anh có gặp phải bài toán là tôi đang nổi trên một cái đỉnh cao xong tôi dậy tõm một phát ở một cái nơi mà tôi phải tự question lại bản thân là tôi có thực sự giỏi như thế hay không kiếm tiền là có thực sự dễ như thế hay không không? Um, luckily thì thực ra đối với cả đối với cả bọn anh thì bọn anh ở uh, uh, bọn anh chưa question được kiếm tiền phỏ như nào nó <laughs> tại thời điểm đấy tuy nhiên tuy nhiên là đúng là có một chút ảo tưởng sức mạnh ảo à, tưởng sức mạnh khá là nhiều khác à, đấy lý do mà tại sao kiểu nó nó sinh ra và nó là mà một sự chủ quan ừ. chủ quan rất nhiều à, chủ quan thì lúc đấy mình bị không đặt câu hỏi và khi mình có không còn đặt câu hỏi nữa thì mình sẽ không còn biết giải pháp nào để cải thiện bản thân cải thiện bản thân cũng như là cải thiện business này. cho nên là có um, chứ rất nhiều sự uh, sự sự ảo tưởng sức mạnh và cái anh nghĩ là phát ngã đấy là phát ngã cho đến thời điểm bây giờ vẫn là phát ngã đó là ừ. sau cái business ấy vì là nó như kiểu đúng, kiểu đồ thị si lên xuống mà số khi là xuống nó mềm bị... nó ừ, không lên nữa nó không phải là khi khởi điểm nó là số tỏ phát xuống là in the negative luôn thì um, sau đấy thì anh anh không thích a break sau đấy thì anh uh, hôm nay sau khi uh, giải thể tour unbox thì sau đấy thì anh có xin uh, một người anh để mà làm thật sự focus vào việc của mình mình học mình học as a manager as a project manager trong cuộc công ty này nó như thế nào Từ đối mặt với cả tất cả những thứ mà mình chưa được học mình chưa được biết vì lúc đấy là anh anh bắt đầu làm trong một môi trường chuyên nghiệp với với rất nhiều vết đạn đã không vào người và mình biết là chính xác là bây giờ mình đã học cái gì và đến khi động bên cái này là ok là nó vỡ ra ngay lập tức nó nó rất khác với việc là cái bạn hoàn toàn vừa mấy vừa mới xong đi làm mà anh là có cái trải nghiệm nặng rồi sau đó thì đi làm để mà thật sự là chiêm nghiệm lại tất cả những cái đấy thì trong cái quá trình process là một năm rưỡi thì anh luôn khá là nhiều ngay và sau sau uh, cái quá trình một năm rưỡi đấy, thì anh bắt đầu start career với khoảng tầm là sáu bảy tháng sau và anh làm xong xong hai thứ Cho tiếp xúc gần một năm Thế là một năm sau thì anh mới nói chuyện với cả anh uh, cái cái người thầy đấy quay em cứ gọi là thầy thầy dương thì uh, sau anh bảo anh ấy là thì về lúc em rồi lúc cái rồi em muốn kết bạn còn mythes thì lúc đấy là anh ấy anh uh, xin phép anh ấy là anh nghỉ và sau thì anh start tập trung một tham học cái thời điểm mà anh uh, đi học mentor của mình á lúc đấy anh đã nhận ra là mình uh, có một chút ảo tưởng sức mạnh trong thời điểm trước đấy hay chưa hay lúc đấy là mình đang có một cái tâm trạng là mình phải phục thù nó là hai kiểu tâm trạng khác nhau nhé một là khi mình thực sự mình nhận ra rằng là đúng tôi còn thiếu quá nhiều thứ tôi tôi không giỏi như tôi nghĩ đâu và tôi phải đi học lại từ số không để tôi biết là những thứ tôi cần phải làm tiếp theo là gì còn một cái thứ hai là trong tâm trạng là không tôi chỉ là không may mắn thị trường đang không may mắn tôi muốn phục thù điều này cho nên tôi tôi chỉ cần học thêm cái này cái kia để tôi phục thù được cái đó thì tâm thế lúc đấy là gì anh nghĩ là một chút của cả hai <laughs> chu cả hai tức là anh nghĩ là cái phần mà nói phần thứ hai trước là cái phần mà mình cảm thấy điều thật và anh anh nghĩ là growing up thì anh luôn luôn điều thật từ kiểu kể ở trường đại học lúc ông study cho đến lúc bắt đầu đi làm uh, cho đến lúc vào một môi trường cho tận 500 người, một tổ chức hoạt động năm người đến một nghìn người lúc đấy công ty cái công ty mà anh làm của dương lúc đấy thì ra anh ấy cho anh một cái cơ hội là start một cái mini company của gì anh trong cái tập đoàn này mà làm về bán lại phân phối các sản phẩm độc quyền Nhật Bản về Việt Nam. Uh, thì cái đấy cũng được experience rồi. OS là và đến từ sự dụng thật. Uh, và cảm thấy là mình uh, có một cái thất bại mà mình không thể nào chấp nhận được. Cái đấy thì đầu tiên. Nhưng ngược lại, thì cái lý do tại sao anh lúc đấy pick up điện thoại lên mà anh gọi anh Dương vì thực sự anh nhận ra và nhận ra thật sự là mình còn thiếu quan hệ thức. Mình không biết quá nhiều gì. Và không biết phải tìm ở đâu, phải học một cách nào. Để bắt đầu từ đâu chính xác phải là vậy bắt đầu từ đâu uh, trải nghiệm khách hàng họ uh, lúc đấy hoàn toàn là kiểu không không unknown luôn không hiểu cái gì uh, về managing cost chi phí rồi là tiền bạc nói chung anh về mặt về bản chất anh nữa rồi thuộc người gọi là nào uh, tiêu xài nó hơi uh, nó hơi mát tay thế cho nên khi mà đi vào business và uh, anh cũng anh cũng mang cái 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 thói quen này vào vậy cho nên là u rồi thì em hiểu rồi một độc hai đồng ba đồng nó accumulate nhanh tiếp thôi ờ, không quản lý cẩn thận là là hỏng ngay rồi đến đến quạt quản quản con người ờ, tất cả những cái đấy là trong một buổi nói chuyện và anh cái cái người anh đấy thì anh giải bày đấy anh chia sẻ cái việc là kiểu là cảm thấy là em 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 không hiểu quá nhiều gì mà những cái nỗi đau lớn nhất là việc là từ là không phải là mình đang không biết mình không biết cái gì mà là mình đã biết là mình không biết cái gì nhưng mình phải học ở đâu. Yes thì uh, anh cho anh khổ thì được và sau đó thì anh được anh được trao một cậu. anh may mắn đi chứ bởi vì có một người thầy như thế uh, người thầy đấy đã ở bên cạnh anh từ thời điểm anh làm chu phone box hay chưa hay là đấy là một người may chủ động tìm kiếm đến không anh ấy uh, uh, anh ấy là một client của anh khi anh đang làm ở công ty kiến trúc oh. uh, và lúc đấy thì anh có oh, nói chuyện với anh ấy rất là nhiều phật công công ty kiến trúc cũ của anh là project management anh là pm uh, thì technically là anh manage cái relationship với cả cái anh ấy vì anh ấy là client thì hai anh em contact với nhau uh, và keep cái keep cái relationship và anh ấy trong cái thời gian anh làm project thì anh dương là một người phát sát hầu hết là chỉ quan sát và thỉnh thoảng thi thoảng có lên bài báo thì anh ấy gửi cho anh cái đường link lên báo enterprise cứu anh và sau đó từ cái sau từng tháng tới sau tháng anh nhận anh ấy anh ơi. <laughs> <laughs> em anh vẫn còn nhớ y nguyên luôn là cái tin nhắn cái tin nhắn anh nhắn cho anh người để mà mở đồ cho cái câu chuyện thất bại này ừ. là ngay trên đấy cái cuộc họp cuối cùng là anh ấy vừa trước một lần lúc đấy cảm xúc khi nhắn tin cho anh ấy thế nào lúc vào và em em nhớ messenger lúc vào phát sóng thì mình sẽ yes. tay cái độ tạo trên độ đấy dân lưỡng lự không biết phải nhắn là nhưng thố và phải có gì để mất đâu ừ. không mất ừ. còn không hesitate đấy, nghĩa là cái đầu tiên là phải thật sự mình biết là mình không tốt à? tự biết là mình mình ngốc và mình đã phúc ở đâu rồi và không lại giờ không lại support yes. cái đấy là cái cực kỳ là quan trọng mm. crucial thế thì khi nào là lúc mà anh nghĩ rằng mình đã đủ lông đủ cánh để quay trở lại với Kernan Ờ, uh, uh, anh nghĩ thời điểm đấy nó không phải đánh dấu bởi uh, không phải đánh dấu bởi cái sự hiểu của mình được. vì không bao giờ là đúng đến mm. tận thời điểm bây giờ hàng này vẫn học anh nghĩ là anh vẫn là một trong những học sinh học chăm nhất ở đây anh khó thân thật sự luôn không phải là học sách vở đi ngoài ra ngoài học học yes anh nghĩ cái thời điểm mà anh anh bảo cả anh anh, 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 anh dương là anh đục lông cạnh không phải được định nghĩa bởi việc là cái hàm lượng kiến thức anh cảm thấy mà là định nghĩa bởi việc là là anh không thể tắt đi cái bọn lửa đấy đâu anh không thể nào mà làm so so hai thứ mà không muốn từ bỏ cái này để tập trung vào cái và đến thời điểm đấy thì anh phải chia sẻ cho anh về cái đấy vì anh coi người đấy không phải là chỉ là một người con nít và người thầy mà người còn về người anh anh ngoài xã hội anh ngoài đời và và, và anh, và chia sẻ với nhau rất nhiều thứ đó anh chia sẻ với người là anh biết cái cảm giác mà ngày nào cũng mệt là do đây là câu gọi cho phép ngày nào cũng mệt nhưng mà nếu mà có 8 tiếng một ngày hay là 10 tiếng một ngày em làm ở đây thì phải đến tầm năm sáu tiếng em chỉ cái việc được, Đã. thì em nghĩ là em không nghĩ là em là perfect candidate cho vị trí quan trọng như thế này ở uh, ở uh, cho giai đoạn ở công ty này của anh nữa. Và anh nghĩ là em 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 một focus 100% vào cái em em mà đã keep em up buổi đêm ừ. mà là lý do mà em mở mắt dậy của sáng. Thì em, em nghĩ, như thế đối mới đúng. Anh nghĩ là anh cũng cần có một người cũng có, có một cái ý lửa như vậy về cái công việc này ở Anh thấy như thế. Lúc đấy anh ừ, đã tìm thấy những người đồng đội mới tiếp theo để đi cùng với mình hay chưa? Có người nào đó là cùng tiếp thêm cái ý tưởng đấy hay không? Hay nó chỉ là từ anh? Rồi, tất nhiên đây là anh I founder anh I founder Conan thì là cùng vào hai cô founder ừ. hai cô founder khác luôn nhưng cái câu chuyện anh tìm ra hai cô founder đấy thì là nó nó hơi complicated không vì là thực ra sau cái thứ ba box là lúc đấy anh có một uh, anh có anh như kiểu là có một kiểu lời thề với bản thân là anh sẽ không founder công ty với cầm một đại thế đó Dạ, vì vì cái uh, một là uh, nó vừa damaging cái relationship anh có cái trải nghiệm đấy Tức là bây giờ mối quan hệ với những người đầu tiên là không còn được tốt nữa. Và uh, yeah. Thì uh, vì là thời điểm đấy là anh vẫn muốn tiếp, anh vẫn muốn try hard. Ừ. <laughs> anh không nghĩ là cái business là nó đai được. <laughs> anh đã nói với tôi là bỏ. như bạn ấy thì let like go rồi. Ok. Và và chia sẻ thật là sau là gần như ba món thắng cuối cùng là like handle được vậy. Ừ. Nên để, để khi mà không handle được nữa, là thật ra anh vẫn còn điều cái thời điểm đấy là còn đúng một người trong công ty em tuần tự có hai người mà lúc cái người cạnh anh lúc đấy không thể là phao được không phải là cô phao được đấy thì lúc đấy nó phát tập người được một giờ xong bạn lại mà lại xong bạn mà bằng tuổi anh mà bằng tuổi anh xong bạn thay rồi thì đi thôi thôi mày đấy thì lúc đấy thì mới nhận ra là ơ thì nó chắc là cũng đến lúc yêu tới người nói thì tôi để vẽ kẽ không thật cũng phao được thế nên là nói thật sự phải dùng từ cay một đấy cay là thế sau cái business đấy anh nghĩ là không bao giờ phao một công ty nào với cả bất kỳ bài <laughs> thì uh, uh, anh được invite tập đến một sự kiện là tên là Startup prime ở <laughs> uh, trong thời gian mà anh đang làm việc của anh Dương ấy uh, và anh bị chia sẻ thì uh, để đến đấy về chia sẻ về câu chuyện thương Anh Fox <laughs> uh, thì uh, thì cái anh chấp là director của Startup Pride đấy và cái bạn uh, trách kỹ thuật cái tổ chức Startup Pride này thì bây giờ đã là cô phải là của anh <laughs> Yes uh, Turn out ra là bạn cũng trách cái Tokyo kiểu tín đồ về kiểu thời trang Tín đồ về đặc biệt là về kiểu đồng hồ và các sản phẩm cơ khí Thì uh, bạn này là một perfect candidate cho một head of party Head of product Mà đến bây giờ anh vẫn very proud và Bạn này đang là head of product uh, Còn anh Đức thì là anh lên shop tạch của anh Thì anh nghĩ là uh, Một trong những nếu mà anh gặp anh Dương là điểm may mắn một vậy Thì thì mà còn lại là anh found anh tìm ra được một co founder và có thể đi với nó cả được nó không phải là business này cái business khác mm. anh nghĩ anh nghĩ cái đấy nó nó quá nó quá quan trọng nó không thể là vấn đề chỉ chỉ có thể nói đơn thuần là nó là nó là cái uh, nó là một trong những cái chapters của các founder cần phải làm là tìm ra một cái perfect co founder mà để mà tìm ra được perfect co founder anh nghĩ nó là duyên chứ nó không còn là nó không còn là cái, cái thứ mà mình đi seek out nữa yes vì nó không có kinh để tìm ra mm vì thật sự ví dụ như anh với cả anh rất là khác nhau về mặt tinh thần về không phải là tinh thần thì kiểu là kiểu anh ý và mặt tinh thần và active khác nhau và ý là tư tưởng khác nhau Điều anh là anh là một đua anh rất thì là tinh cờ suy cực kỳ là cực kỳ là chi tiết khi anh bay vào thì ông ta sẽ chân ok very down to earth còn anh thì lúc nào cũng kiểu, kiểu nghĩ ra cái gì phát ngay ngày hôm sau anh làm là phải là, là cái gì phải rất nhanh rất là aggressive rất là vậy thì thì balance được nhau cả và, um, và 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 chưa bao giờ là có một cái argument nào mà nó không phải là constructive luôn luôn là tất cả những cái argument là constructive đều là vì là chúng ta đã đi vết một vấn đề chứ không phải là chúng ta đi bết nhau chưa bao giờ chưa bao giờ anh mà anh đứt có một lần nào là attack nào Như... Yes. thì 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 uh, yeah. thì thì anh nghĩ đấy là đấy là một cái sự may mắn có khi nào anh và anh Đức ngồi nghĩ lại và cả hai tìm ra một cái finding gì đó để nó có được một cái mối quan hệ như thế không? Vì đấy là một cái relationship đáng mơ ước với bất kỳ ai là founder. Có khi nào không? Uh, anh, 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 nếu mà hỏi câu này của anh và anh Đức thì anh nghĩ là chắc là một anh sẽ có một câu trả lời hơi khác nhau một chút. Bởi uh, vì anh sẽ đưa perspective từ phía anh. Ok. Anh nghĩ là ideal, ideal for founder ấy, là uh, hai người phải có chung một uh, cái goal goal ở đây nó không phải là goal về mặt tài chính uh, goal này thật sự là goal về mặt là philosophy philosophical ideal là lý tưởng cho cuộc sống là lý tưởng cho cuộc sống và quan trọng cái cần có để đạt được cái lý tưởng đấy thì lại khác nhau ừ. tức là skill set để đạt được cái lý tưởng đấy lại khác right. anh thì more on marketing side on growth side anh đức thì lại more on financial side on management side kiểu này um, thì cái cái philosophical idea của anh thì là cực kỳ giống nhau là anh có lần nói chuyện nhau như này là kể cả bảo khi mà mình đang ở anywhere đang on top hay là in bottom hay bất kỳ đâu mà không bao giờ bọn anh không bao giờ ngại là dùng cả hai tay của anh để bộc vào để là không bao giờ thậm chí là thậm chí là nếu mà kể cả là đến tích bây giờ mà dù là các bạn gọi anh là CEO nhưng mà tuy nhiên thì là vẫn sẽ có những thời điểm anh anh thích kê hay là anh vào và anh chạm in vào một cái chạm vào một cái slots uh, để cho phối hàng anh. anh là người trực tiếp trong ngân hàng trong tháng sau thì anh là một experiment lại cái việc là cái ra địa bán để actually là đứng bán hả trong một ca trong một tháng để anh experience cái việc là kiểm gặp gỡ khách trao đổi các khách hàng anh phải interacting với cả cái audience và với cả customer thì anh phải anh được có cái có cái quan điểm không bao giờ ngại bất kỳ cái gì vì mình mình we start thì mình start với với cái đấy nhưng mà phải luôn luôn giữ cái tư tưởng tại khi mà mình đi dần dần lên dần dần lên kể cả là cái being a CEO về lại nước hiện giờ đang là title là chủ tịch chủ tịch anh hay nghe anh chủ tịch khi thì không dừng lại mm. uh, bất kỳ một bạn nào cần help nào thì anh sẽ anh sẽ của anh resolve được vì anh nghĩ là thật ra cái cái nếu mà nếu mà nhìn một cách ở uh, non business nhất cái những những cái gì mà anh cần là ở ở nơi này thì nó gì là anh cần quan tâm anh cần quan tâm về tất cả mọi thứ anh cần actually là care về mọi thứ ấy. và thực ra cái lý do anh fail và thực ra bóc khi bạn nhìn lại tôi là cũng vì anh không care anh không care về việc là kiểu khách hàng khi mà nhận cái sản phẩm của tháng thứ bảy đấy là nó có kém chất lượng hơn tháng thứ sáu một chút và nó có gia tăng cho mình thêm lợi nhuận một chút anh không quan tâm đến khách hàng nó thật sự kiểu về tôi nói, Họ quá khe thật sự thế nào không quá quan tâm đến việc là kiểu một bạn một bạn nhân sự của anh tại thời điểm vậy là có vấn đề về gia đình cho nên là bạn ấy đề phục. cho nên là bạn ấy xin về sớm anh không quan tâm đến thật sự không thật sự anh quá khe thì về cơ bản nếu mà nói về cách non business nhất chắc phải là cái mục tiêu quan trọng nhất của bất kỳ một father là just to care to care about every single thing mà nó goes on in the company bất kỳ một vấn đề gì về về thế cho nên là uh, hầu hết là thực ra sẽ có sẽ có những cái session trong 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 tuần anh để ra hạt buổi để mà kiểu gần như là tất cả anh em bond, tất cả anh em kiểu bấm bát anh với với tất cả một vấn đề của bạn đâu là ý là vấn đề company mà các bạn này đang làm kiểu travel à? là từ kiểu R&D thì product cho đến marketing cho đến growth cho đến kế toán cho đến hạt đờ, tất cả hay là thậm chí thậm chí luôn là cách Package một sản phẩm phải chịu chung của cho họ. Em <laughs> tu, thế nghĩa là với với cái với cái việc là mình phải mình phải get our hands dirty để like nói nói vậy. Thì có thể và có thể cái progress. Um, có thể đây là một uh, lý do vì sao mà một nhân viên cũ của anh đã từng uh, nói về Ken uh, và nói về anh như một người mà rất là lăn xả vì những người xung quanh nhưng nếu như đấy không phải là anh Đức nếu như đấy không phải là những người đồng đội mà anh đang có hiện nay thì anh có nghĩ là anh có sự được sự lăn xả đấy không? Anh nghĩ là anh nghĩ là yes and no. trước hết là anh nghĩ là uh, việc quan trọng nhất của mình anh, tức là việc lái một cái startup nó như kiểu là, nó như kiểu lái bất kỳ chuyến xe nào chuyến xe phương tiện công cộng thật sự là vậy Um, cái việc đầu tiên của cái người lái nó không phải là mở cửa ra cho bất kỳ ai lên và phải make sure là cái người lên để người ta đang muốn đến cái để cái destination tiếp theo ừ. là clarify lại một chút là bạn ấy năm đến cái destination tiếp theo và destination chúng ta là ở đấy và tất cả mọi người trên xe có muốn đến đấy không thì nếu mà không thì kể cả kể cả còn lái tốt như thế nào để chăng nữa thì người ta vẫn sẽ rơi rớt và người ta cũng sẽ uh, mình cũng không thể thể reinforce được họ còn là họ sẽ là destruction của mình vậy cho nên là có một cái triết lý mà anh, luôn luôn trao đổi với cả đặc biệt là kiểu các bạn manager ở tí jets bạn mà có uh, ông hẳn là kiểu nhà quản lý thì bảo là anh ít khi dùng từ nhà quản lý vì nghe nó nghe nó vĩ mô quá nghe nó too complicated anh nghĩ là những người mà chọc trách quan tâm đến người khác thì thì cái việc đầu tiên là phải ngoái đầu lại xem xem là tất cả những người này có phải là người cần phải ở trên xe không nào mm. make sure it's the right people trước mm. cái đấy là cái first things for first who first rule I'm sure là người này là the right people to. Và anh cũng có một cái triết lý về về management là anh không truyền động lực. Anh không bao giờ anh truyền động lực cho các bạn. Vì anh nghĩ là thiếu động lực là thiếu tất cả. Anh nghĩ là nếu mà thiếu bị gương, anh chỉ cho đánh lực. Nhưng mà thiếu động lực thì anh không bao giờ chuyện. Vì anh nghĩ là thiếu động, thiếu động lực thì đấy là một cái red flag cho việc là that's not the right person vì uh, as the company thì anh anh nghĩ là không thể nào một bạn manager nào có thể bỏ ra significant amount of time để thật sự là truyền cảm ứng và truyền động lực cho các bạn khác vì thật sự là cái động lực để nó luôn luôn phải có cho mọi người Nếu mà thật sự bạn ấy meant to be và bạn ấy bạn ấy cảm thấy là this is the right thing to do thì bạn ấy sẽ là không cần có động lực chỉ có cái là ok là bạn ấy có thể cứu định hướng chỗ ví dụ như là có thể là không biết làm cái này hay nào em đang cảm thấy đâu vô định trong việc là cái, cái, con đường phát triển của em nó sẽ như là cái đấy nó hoàn toàn khác tất cả thứ lực phải thì 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 vậy cho nên là gần như là ở công ty của anh hồi đầu tiên thì anh cũng có những cái session mang tính chuyên chuyên cảm hứng đúng rồi um, nhưng mà dần dần về sau sau khoảng tầm là 6 tháng cho đến 8 tháng làm thì anh thấy cái này đã không không hiệu quả không hiệu quả as of là anh không nhìn thấy là sau những cái đấy thật sự là những cái con người mà sit in cái buổi đấy thật sự họ thay đổi vào đi còn những ai mà mà đã có cái lửa ở trong này trong cho họ rồi thì họ không cần phải được, được chủ động được mà họ cần sự nhận yes. và họ cần sự chỉ được trao cho cơ hội để làm để sai và sau đó sai nếu sai thì có thể sửa và nếu mà không sai mà thành công thì được công nhận mm. cái formula nó đơn giản vậy thôi chứ không cần phải là kiểu ngồi và xong truyền cảm của cho bất kỳ ai thì đấy là cái philosophy của anh để management những cái thứ mà anh vừa nói á uh, chắc là nhiều người mà đã đọc Good to Great hoặc là Good to Last thì sẽ cảm thấy khá tương đồng cùng lúc đấy có một thứ duy nhất thôi, nó rất lý tưởng. Nó là ở một môi trường lý tưởng khi mà bạn ra ngoài đường là gặp được khu đây rồi, ra ngoài đường là gặp được right people đây rồi. Nhưng mà thực tế nó không phải thế. Và tốc độ kinh doanh, tốc độ phát triển của công ty thì không chờ được con người. À, và là một founder thì lúc đấy trọng trách nó đổ dồn lên mình là một mình mình sẽ làm tất cả mọi thứ. Anh có gặp tình huống đấy không? bao <laughs> nhiều. Uh, anh gặp những trường hợp về nhiều nhất là khi uh, uh, khi ủy uh, thác các công việc cho bất kỳ một cơ một kiểu công việc nào cho các thành viên chủ chốt nhưng mà các bạn không lập thì việc đầu tiên là anh sẽ luôn luôn thử lại sẽ thử Là thử uh, để xem xem là nếu mà anh này có làm được không vì anh nghĩ là trong quan điểm management của anh thêm một cái nữa là như này là không bao giờ giao một việc nào mà mình không hiểu về không bao giờ vì thực ra là mình sẽ không biết là cái accomplishment của cái công việc để nó tốt yeah. tức là mình không cần phải biết chính xác là cách làm cái công việc này một cách tốt nhất chỉnh chu nhất và nhanh nhất không cần thiết nhưng mình phải hiểu về cái khác ví dụ như anh sẽ không bao giờ bảo bạn kế toán làm bạn pnl nếu ai không biết mà nộp bạn phải vào pnl không đơn giản là thế thôi anh sẽ không bao giờ bảo bạn đi là grow theo cái cách này nên nếu mà thật sự là grow cái đấy và cách metric là đo lại được nhưng làm sao anh biết được hết tất cả mọi thứ thì phải tự học đấy tất cả mọi thứ tức là anh có thể tự tin nói rằng bây giờ tất nhiên sâu so thì không nhá nhưng cái gì anh cũng có thể trả lời được trong doanh nghiệp của mình không à, chắc chắn nếu như thế 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 thì thế thì uh, đích đến trong tương lai của anh liệu có phải là một ngày nào đó anh được ủy thác anh được đứng ở bên ngoài doanh nghiệp của mình hay không hay anh sẽ luôn luôn phải là người ở chân đá no. <laughs> anh anh uh, uh, anh chưa bao giờ có tư tưởng tượng là automate business automate help me uh mà chúng ta đang tự hiểu ở nhau là automate theo kiểu là bị thoát được ra, thì anh không nghĩ là sứ mệnh của bất kỳ một founder nào là nên build ra một công ty để họ thoát được ra, honestly rồi. Không, thoát ra thì không. Đúng, 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 đúng. Nhưng anh ấm thì sao? <laughs> thì anh nói là thoát ra theo kiểu là ok là tôi, tôi đặc biệt tôi Phỏi cái công ty này thì không đúng không? Còn còn sure, chắc chắn là anh anh mong muốn đến một ngày anh có thể được chuyển tuyến Uh, việc anh không phải hands on vào vào những cái task như bây giờ chẳng hạn um, và thật, thật chí là nếu mà nhìn nhìn lại thì bây giờ anh đã ít hands on hơn vào những task so với cả hai năm trước rất là nhiều bộ. kiểu đấy thì dần 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 sự tăng trưởng của 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 uh, wisdom của tất cả các anh em ở đây nó sẽ dày lên mọi người sẽ có kinh nghiệm hơn uh, mọi thứ nó sẽ phát triển theo cuộc quay nó nó có uh, tổ chức hơn chuyên nghiệp hơn, có rất nhiều quy trình được manage cách cẩn thận hơn. Uh, thì dần dần thì rõ ràng là mọi thứ nó sẽ cho một kép, automated. Ừ. Tuy nhiên là mình vẫn sẽ phải care. Thì em nói vậy thì điều quan trọng là bởi vì anh tận hưởng việc đấy đó, anh thích việc được làm những thứ như thế ở trong công ty của mình. Vì có nhiều người không thích, có nhiều người sẽ mong muốn là có những người khác làm công việc này giúp mình và không phải là người biết tất cả mọi thứ anh đi ra honestly là anh anh không enjoy tất cả mọi thứ anh làm đâu mm. nó um, nó anh làm là vì anh phải bảo mm. anh anh nghĩ là anh nghĩ là founder sẽ cần phải tách biệt ở đây đấy uh, nếu mà founder còn làm những thứ mà họ muốn làm thì sure thì đấy là một uh, lối sống lý tưởng cho một founder anh nghĩ là một founder thì sẽ phải là một thứ kể cả không thích nhưng mà vì nó là the right thing to me. cái gì là cái anh không thích nhất anh nói thật nhé thế từ nãy anh dành người rồi anh cũng là đề nhưng mà anh không thích nhất là việc managing okay okay đấy là lý do anh anh tránh dùng từ này từ nãy giờ đúng không đau đầu thất buồn okay thi okay. thị thì. thì anh nói sao thì anh anh tính anh khá th thảm. Hình như là thỏa thuận thành ra nên là trong việc là kiểu quản trị uh, và managing anh cũng sẽ theo cái tư tưởng đó, sẽ khá là straightforward mọi thứ sẽ straightforward Uh, các chính sách đưa ra cũng straightforward cách làm việc cách nói chuyện cũng uh, sẽ straightforward tất cả mọi thứ um, thì đấy không phải là the best way to do uh, best way to do đối với cả mình cái đấy rất chắn luôn at least là nó đúng tại vì có best way uh, thì đúng nó best với một ai thôi đúng không um, thì 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 uh... nhưng anh thấy là hiện tại bây giờ anh đang làm việc đấy như thế nào phải tự đánh giá anh anh không nghĩ là uh, anh nghĩ là nó không phải là tốt. Đà, thì nó còn nó còn có nhiều cái thông tin Ví dụ thôi, anh nói đơn giản ví dụ thôi. Uh, sẽ có rất nhiều bạn founder bên uh, công ty. hay là ví dụ như là em hỏi uh, bài nhân sự của cái công ty đây, thì sẽ luôn luôn là nói về bạn founder là một người great founder. Thân với tất cả mọi người, ai ai cũng quý kiểu kiểu anh chắc chắn luôn nếu em hỏi các thành viên ở đây sẽ anh hoàn được. Tốt hơn. Anh không phải là tự ý, không phải là, anh không phải là một người thân thiện, vì anh không biết cách để để thân với mọi người. Ui. anh không biết cách để kiểu open up. That's not me. Tí nữa em sẽ hỏi thử với bạn trong kia. Nó sợ anh một chết luôn. Như tốt luôn, như tốt luôn thì thì um... bây giờ cách anh dĩ nhiên là anh vẫn sẽ anh vẫn sẽ là anh ở trên môi trường làm việc nhưng mà nhưng mà nó sẽ hơi uh, uh, đấy như anh lại quay lại cái ford là tiếng thầm quan ở đây anh thầm tập quá thế cho nên là tay sẽ không ngại che dậy cảm xúc um, và và anh cũng hơi vừa uh, sao nhỉ <laughs> anh nói chung là anh cũng là hơi, hơi hơi nóng uh, đặc biệt là trong kiểu managing uh, thì thấy cho nên là uh, đôi khi đôi khi những bạn mà gần anh thì sẽ rất hiểu nhưng mà có những bạn không làm việc trực tiếp với anh nhiều thì uh, sẽ có cái cảm giác ấy. Thật ra đây là một thứ mà em nghĩ là các bạn trẻ cũng nên có một cái nhìn khách quan ở Việt Nam khi mà đi làm thì mọi người thường thích là có một cái môi trường làm việc thân thiện, mọi người thường thích rằng là đồng đội sẽ gắn bó, có những giờ nghỉ giải lao thân thiện và chia sẻ được những câu chuyện câu chuyện cá nhân của mình. Nhưng mà đôi khi um, ở những văn hóa khác nhau thì đấy lại là một thứ không quá chuyên nghiệp tại vì chúng ta đến đây là để làm việc và cái tính cách của founder hay là mối quan hệ của công ty nó có thể không thể nào giống được như là các bạn chơi với nhau ở ngoài nhưng miễn là ở đây chúng ta giống như anh nói có một cái câu chung một tầm nhìn chung và mọi người thì đều đang nỗ lực về cái mục tiêu đấy còn tính cách của bạn ra sao thì tôi không quan tâm lắm tôi chỉ quan tâm là bạn có thực sự đang cống hiến ở đây bạn đang để cái trái tim của bạn đây hay không thì đây liệu có phải là cái văn hóa mà anh có muốn hướng tới ở cái X hay không? Hay là nó là cả hai? Anh nghĩ là uh, để mà nói là nếu mà hỏi các bạn đã từng present ở uh, về văn hóa ấy, anh nghĩ là maybe là các, bò, uh, các bạn sẽ nói một từ là uh, cái quan trọng quan trọng nhất anh nghĩ là nó là hộp nơi đến và bạn đây được là bạn. Anh nghĩ cái đấy là ultimate goal của bất kỳ một công ty nào chứ không chỉ nói nó kiểu ở đây. À, vì từ cái đấy thì sau đó thì em mới xây dựng một văn hóa. Cái đấy là cái foundation của văn hóa bất kỳ ở đâu. Ấy. Vì là khi mà chúng ta ở nơi mà chúng ta không được làm mình, everything else change. kể cả là độ professionalism của mình, kể cả là cách mình nói chuyện, cách mình hang out với những người trong môi trường này, kể cả là năng suất làm việc của mình hiện nay nó thay đổi. Nếu mà mình không được làm thì thế cho nên khi mà anh define ra văn hóa thì anh phải, define ra cái cái key trait của văn hóa và của cái môi trường này là làm sao để bất kỳ thành viên nào vào đây họ đều thoải mái làm mình trước đấy là rồi sau đó, chúng ta mình nói về những cái lý tưởng khác ừ. thì anh nghĩ là ở uh, DTX nó trao được cho các bạn một cái cặp giác cái đấy là anh anh very confident văn à, hóa thì... của DTX biết xuống sẽ là gì đó là sự tự trong từ why not C C w -H -I wow, hài hước với quay Ok. Một câu chuyện thú vị là như này trước khi có cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì tôi quay em nói chuyện với một bạn nhân viên của Canon và ừ, em hỏi rằng là thật ra không phải đến bây giờ bạn ấy mới nói mà uh, từ rất lâu rồi bạn ấy đã luôn luôn nói về chuyện là Ôi chị ơi, ở Canon có văn hóa rất hay đi đâu mọi người cũng why not chị ạ. À? Lúc nào cũng why not và em đến đâu cũng thấy văn hóa đến được thể hiện rất là mạnh mẽ thêm hỏi là thế giới của why not là thể hiện như thế nào thì bạn ấy có chia sẻ về việc là luôn luôn uh, ở uh, kernan nói riêng uh, luôn luôn có một cái room để cho mọi người được thử uh, tại sao lại không làm nếu như mà có một cái ý tưởng ok tại sao lại không làm thì đấy là góc nhìn của bạn ấy còn um, đấy có phải là thứ mà ngay từ ban đầu anh intention của anh là muốn làm việc này ở trong cái công ty này và nó phải là cái văn hóa như thế hay là dần dần theo một thời gian tự nhiên nó là cái thứ được phát hiện ra ở trong tập thể của Rất hay luôn à, Anh nghĩ là cái về sau Ừ Cái lời về sau Vì Cô uh, well, đầu tiên văn hóa Tiếp tục không như thế well, Honestly là nó không như này yeah. Yeah, Nó là những uh, Nó là một trang giấy Có phần tập là 15 dọc nó Rất là dài thì luôn Để Nó đọc nó rất là Kiểu Nghe kiểu 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 uh, Fortune 500 ấy. Mm, 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 mm. Và dần về sau Sau khoảng tầm là 6 tháng uh, uh, Dẫn dắt Hô với cái we love cái dòng tập này, anh thấy là is, cái này nó sai sai anh. cái này nó không phải là người cái này nó không phải là những người ở đấy thì uh, sau đấy thì anh 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 mình nghiệm là anh mới thấy là vậy thì thật sự cái gì nó quan trọng nó có hai cách để mình để đúc kết được giá văn hóa của doanh nghiệp một là đúc kết thẳng từ mình đúng và thông thường founder sẽ những sẽ làm cái cách đấy. cái để là cách dễ nhất là đúc kết thẳng từ mình mình tin vào triết lý gì mình tin vào cái gì thì put điều on paper. và làm cái đấy để văn hóa là để văn hóa và Dĩ nhiên là câu đọc của nó mới là bước đầu tiên sau phải practice cái đấy, phải yes. apply cái đấy vì là tất cả những cái gì mà mình là nó là ví dụ để cho các bạn khác nó look up. Uh, và nó đúng với cả những cái gì mà mình trao trên tường hay không thì lại là một chuyện ổn thật khác. Vậy thế cho nên là tất cả mọi thứ nó phải consistent. Uh, thì đến bước đấy là cách 1. Cách 2 là dần dần quan sát và phải có khả năng quan sát rất là cổ và thử rất là nhiều thứ để xem xem mọi người thực sự là adopt được với cái gì thì anh là anh là cái đã anh không phải là cái đấy nhất cái thứ nhất nếu mà nói về thật sự trong sáu cái thứ sáu cái thứ ở trên trên tựa của đấy mà nhìn thấy WHD giải N-O-T, thì thực ra nếu mà nói là văn học anh thì anh nghĩ là sẽ chỉnh hai thứ chỉnh đấy tức là từ anh mà ra này, anh nghĩ nó là, là chữ O nó mạnh tả và chữ H hãy ước để đủ hai cái đấy còn tất cả những thứ khác là thật ra là anh embrace từ nhóm 15 người đầu tiên Wow! vào uh, luôn luôn đặt phục vụ lên làm đầu, hải uh, phước và dĩ nhiên là một môi trường hải phước và chính là cái đấy Tức là một môi trường mà được các bạn để được thoải mái lắm mà thật. lý do tại sao lại hải phước là vì là cứ thử so sánh mình trong một nhóm bạn và mình ở gặp mẹ hoặc là ở với các bộ mẹ khi mà mình ở với gặp nhóm bạn thì từ ngôn từ mình có nói nổ khác rồi hay là thậm chí là anh em hay nói nó cái chữ bậy vì mình là mình mình được là mình hay hang out, mình hay được thể hiện ra những cái thứ ở uh, mà thật sự mình 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 mình, uh, mình thích mình muốn gì mình được làm thì thì uh, anh lấy cái chữ hát đấy để mà đại diện cho cái khái niệm vậy chứ không phải cái đến đây anh em kiểu hài hước nhưng mà để mà tất cả mọi người được, được thoải mái mà thầm thấy uh, nguyên tắc thì không nói gì rồi ở uh, tạc thì oanh tạc đây nó nói về là kiểu cái cái spirit of never take no for an spirit of là 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 làm cho đến cùng thì thôi là một thứ duy nhất và làm nó thật tốt và làm nó xong thì thôi nó là cực kỳ quyết liệt thì cái đấy là cái luôn Ru, luôn và anh nghĩ là để mà nói là nếu mà anh 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 nghĩ là anh luôn luôn cố gắng uh, lift up với cái với cái chữ o này để cho tất cả anh em ở đây cũng có thể nhìn anh làm một tấm gương cho chữ o cho, cho từ quan tạc là try hard nó không đủ phải là try really hard cực kỳ cực kỳ hard À, để đến mức uh, kiểu đang làm bên này để handle và kia là everything all at once kiểu thì vì um, anh, nghĩ là anh nghĩ là ở DTX thì nó là nó là sự uh, sự biến uh, uh, đổi của của những cái trades của 15 thành viên đầu tiên anh nghĩ là ở uh, ở cái stage khi mà công ty bắt đầu trên 15 người rồi thì là cái stage mà thiếu mà em bắt đầu thay đổi văn hóa là sẽ là phát đầu cơ. Đúng rồi. Yes. Yeah. Còn nếu mà quá 50 người rồi muốn làm lại văn hóa là không thể. Là gần là impossible. Là làm công ty mới. Là tìm mới. Là một công ty Hoặc là nó sẽ là một cái long challenge. Từ nãy mình nói về DTX um, đang ở một cái giai đoạn đã phát triển rồi. Uh, quay trở lại với giai đoạn từ thời điểm là phong đi. Với anh thì sao? Anh đã đi từ 0 đến 1 như thế nào? Của DTX. Từ 0 đến 1 của DTX là chính là Kernan. Là Kernan. Yeah, let's see. Let's start phát từ câu hỏi tại sao tại sao có phải là một thương hiệu việt. Okay. Lấy cảm hứng rất nhiều từ Danny Wellington đấy. Right. Và lúc đấy thì anh có đặt câu hỏi là tại sao uh, lại không có thương hiệu nào như thế này ở Việt Nam. Uh, à, nó cũng có hỏi ngu bét như thế thôi. Nhưng mà từ cái đấy nó lại start that, okay. ra nó cặp công ty. Oh. Uh, cặp cái brand là cái... Và thật ra cũng lúc đấy, lúc đấy thì mình đã embrace cái chữ oanh tạc rồi. Lúc đấy chưa có khái niệm gì về cái đấy. Nhưng mà anh luôn live up với cái đấy. Thì là ngay sau khi uh, À, vừa rồi anh cũng có chia sẻ là sau cái chúng ta bóc lại không bao giờ bảo, found một công ty và bất kỳ ai nữa thì là khi gặp hai anh em kia thì hai anh em kia mất khoảng tầm ba buổi để thuyết phục anh họ thuyết phục anh họ thuyết phục anh ừ. Dù? tức là họ tìm ra anh chứ đâu phải anh tìm ra họ bọn anh tìm <laughs> ra nhau vậy tìm ra nhau nhưng mà để mà start thuyết nhau thì là honestly là là là, là hai anh em để ấy, uh, ấy thuyết phục anh nếu đấy là anh insist và anh việc đấy luôn là em không muốn start một công ty nào với bất kỳ Anh nói với anh Đức thế. Anh Đức bảo, ok, ngày hôm sau lại gặp lại. <laughs> Phải... Anh làm nhau. Anh chắc chắn là đi được dài là anh có thể mấy vì là start nhanh để anh có thể đi được. <laughs> Và anh ấy nói đúng. He's right, very right. Um, thì, um, thì lúc đấy con vốn lại bao nhiêu tiền để làm lại cân? Nhiều hơn một chút. Ừ. <laughs> uh, 120 triệu. 120 triệu của bà, cả ba anh em. Ba anh em. Ba anh em, 120 triệu. Trong... Xong so, bây giờ nghe to mà lúc khởi nghiệp nghe xuống này chắc anh muốn khởi nghiệp riêng đó. <cười> 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 And then too, that's, that's pretty much everything. Mm. trong gọi là một chủ sở hữu nước đồ là chỉ có 120 triệu. Ok. thì... Um, Đấy là không. Thế nào là một? Đấy là điểm không. Còn một với anh thế nào thì nó đạt đến một khó nhất vì là anh anh không biết chúng ta label con số 1 là như nào nhưng anh nghĩ là con số 1 ở trong uh, trong quan điểm của anh là là đó là cái state of mind nó là cái trạng thái mà mình bắt đầu có thể nhìn lại được phần tâm đắp về cái sinh kế, tạo nghiệp. Thế cho nên là cái con số một đối với bất kỳ một founder nào đó hay một business nó rất khác nhau. Nó thật sự rất khác nhau rồi. Đối với cả anh nó là nó là cái state mà anh cảm giác như là tất cả mọi người ở đây mà hồi lúc đấy cũng chỉ có khoảng tầm mấy người nên tất cả mọi người ở đây đều có một cái root uh, lý tưởng giống nhau nhưng tức là khi mà anh đã nhìn được ok là về mặt văn hóa nó bắt đầu cứng rồi thì lúc đấy là lúc anh bắt đầu cảm thấy hợp vì anh nó thật là không có một cái cảm giác nào nó tuyệt vời bằng cái việc là mình ở trong một môi trường mà cảm giác như mọi người đâu có trung tâm mạng nào nó là cái cảm nó là một cái một râu, cái feeling y kiểu this is all đến ừ. nhà nó không phải gì là anh là founder cho anh nói thế anh đảm bảo luôn là bất kỳ thành viên nào lúc đấy ở trong cái cái nơi đấy cũng đã cảm thấy đây là nhà và đấy là cái best feeling Nhưng... nó là cái feeling mà làm mình muốn vụ dậy một sáng để đi là muốn mình mình muốn contribute mình thao thức buổi đêm không ngủ được vì mình vẫn nghĩ về nó mình vẫn nghĩ về anh em vẫn nghĩ về những thứ gì hôm nay ta làm có thể là tốt nó là cái cảm giác đấy thì cái 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 có sống một của anh là đến được <laughs> và có số một về của anh là khi mà công ty đã phát tập mười đó. Ừ. đúng ở cái stage là tầm mười lăm trước hay sau khi lên shrapthang trước trước đó trước hoàn shrapthang phải đến tầm nửa năm cả cả năm luôn shrapthang thì đánh dấu một cái hành trình mới à, từ lúc đó nhiều người viết tới thưa lần hơn, hơn. À, theo như báo chí nói thì doanh số cũng tăng nhiều lần hơn cũng là tiền đề cho nhiều thứ khác đấy là người ta nói thế còn anh có phản biện không? <cười> <cười> anh hoàn toàn không phản biện thêm nào vì nó sự thật. Là... Oh. Anh nghĩ là anh, anh nghĩ là nó tiền đề cho khá là nhiều thứ. Và và cái cảm giác ngay sau khi được start anh, anh được sống lại cảm giác ở à, cái mốc 6 tháng của Tuva mốc lần ừ. Nhưng mà lần này với nhiều vũ khí hơn, nhiều anh em hơn và có một sự chuẩn bị kỹ càng hơn vào tập chủ phát. Có phải vì thế cho nên um, vài năm sau thì một thương hiệu khác là We Hours cũng được chọn để lên Shark Tank với một kỳ vọng tương tự. Đúng, không thể nào không nói là kỳ vọng, là chắc chắn là kỳ vọng? Sau khi nó kết thúc thì ra, sau khi bấm máy ghi hình xong xuôi thì nó còn như thế không? Ý là sau vì, vì cái trải nghiệm lần hai thì nó khá là khác bất là một nghĩa là do tính như là do do cơ cấu tổ chức của chương trình bản thân chương trình nó nhưng mà anh nghĩ là lúc đấy thì các founder không uh, không được uh, tự quyền 100% quyết định và uh, vậy cho nên không phải là anh uh, có um, chút disappointed chút thất vọng về việc là mọi thứ được đầu tư trên đấy và chút thất vọng vì việc là kiểu hai người đại diện Weiao ở lúc đấy lên nhưng mà lại không thật sự là sống tất cả cái triết lý của Weiao là không được là we are. cái brand này nó lên đấy nhưng mà nó không được mặc nguyên cái bộ áo của cái của cái brand we are không được khoác lên mình cái tinh thần và cái tính cách của we are anh <laughs> nghĩ là cái cái điều đấy là điều 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 uh, 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 quan trọng nhất đối với các bất kỳ một brand nào không chỉ là brand tiêu dùng <laughs> thì brand nào nó chắc có nó sẽ có hơi thở phía brand nào sẽ có dịp màu gì thì cái quan trọng nhất là để mà audience và để mà để mà khán giả có thể nhìn được ra cái chất của cái brand này bãi nó không được làm được, ừ. nên thế cho nên là cái đấy là cái 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 là bản bất thức chứ không phải là việc không được đầu tư, không được đầu tư thì chuyện hết sức bình thường và công nhận luôn phải công nhận là nếu anh mà là sát các sát chẳng anh <laughs> với với những gì mà anh chia sẻ lúc đấy và và anh cùng các anh em kiểu lê kịch bản rồi thì công nhận nếu anh mà là sắc, anh cũng đầu tư and it's it's okay ừ. không sao cả bởi vì thực tế chứng minh rằng là có rất nhiều thương hiệu uh, không thành công ở Shark Tank À, thì nhưng mà lại được yêu quý ở bên ngoài Thực ra với We Hours, à, Rất tiếc là đến bây giờ không còn nữa Nó trải qua thời điểm dịch đúng không? À, nhưng tinh thần của nó là dành cho các bạn trẻ Dành cho Gen Z nhìn từ thiết kế Tất cả mọi thứ nó đều hướng về các bạn trẻ Trước TikTok thì nhỏ Gen Z chưa, chưa vào cái Chưa vào cái trọng điểm Thời gian mà họ có thể chi trả được tức là chưa phải là vào cái thời điểm và họ và họ, họ có khả năng chi trả điểm. thì sau đấy hai năm là vào thời điểm bây giờ on the rise of tiktok cộng tất cả mọi thứ cộng ngược vào với nhau thì anh phải công nhận luôn là họ có hát ừ. các bạn phải quá khác. Khác từ nếu mà nói là trong khái niệm marketing là từ thời điểm explore cho đến quyết định thì bây giờ họ khác từ lúc explore rồi chứ chả có phải nói là việc là cả cái journey đâu explore nó khác luôn thế cho nên là bản thân bản thân bọn anh hay là anh chính anh thì anh cũng phải reload lại rất nhiều thật, thật sự và đặc biệt đặc biệt là cách làm mà phải, uh, cách là product là khác hoàn toàn như anh như anh hay hay lấy ví dụ như là ở uh, bản thân như chúng ta generation generation Y ở uh, những, những, những cái những cái những cái niệm chúng ta về đồ vật hay là về như kiểu thế như bị chăm công hay là bất kỳ một cái gì hồi xưa nó, nó dựa vào đồ vật của giờ vì là thực ra bản chất chúng ta sống với cả bố mẹ là baby và bố em baby thì có cái thói quen việc lại tích nổ trong nhà thế nên thực ra là mình có ký ức rất nhiều thứ về việc đồ vật Đấy, cho nên là khi mà làm item và product cho kiểu cho cho, cho Gen Y thì thông thường là nó sẽ có những cái cặp ứng đến từ những cái thứ hoài niệm đó <laughs> Nhưng tuy nhiên là Gen Z lại không có. Tại vì thì bạn có câu hỏi như vậy thì cái hoài niệm của Gen Z là đến từ cái gì? Hoài niệm của Gen Z là đến từ thông tin chứ lại không phải là đến từ một cái bộ mặt kiểu vậy. Thế cho nên là hai, hai cái đấy là hai cái root of core difference. Và nếu anh chị mình chỉnh mới chỉnh nói về việc là cái relationship giữa ký ức và sản phẩm đó Anh chưa nói đến việc là kiểu thật sự là kiểu tâm lý về behavior, về consumer trend, trends, về thật sự là cái gì tác động vào cái việc là các bạn để mua một sản phẩm. Và nó rất khó, nó rất khó để analyze. Vậy cho nên là gần như là bọn anh learn every single day từ tất cả những thứ gọi là và ừ. bà anh cũng nó không lươn, Phúc chỉ, là, là, bà, chỉ là ở đây mà anh đã quan sát rất là nhiều và đi nói chuyện và điều anh em mà anh em thậm chí là còn những ôm là Gen X mà bây giờ cũng đang bảo Đưa giải thì mà họ vẫn làm được và ừ. anh và nghĩ là thực ra cái đấy là đó là cái sự cái sự nhận ra đó và, và cái đấy là cần phải là thật sự là cần phải thay đổi tư duy tức là nếu như bây giờ lựa chọn giữa các nền tảng để dành cho Gen Z tiếp cận đến Gen Z anh sẽ chọn gì chúng ta đang nói là thể cho ra gì đúng không? Ừ. Để, chắc chắn là không có gì khác với đó Anh sẽ không exclude các nền tảng khác. Ừ. Vì anh nghĩ là các nền tảng khác có những cái vai trò và sứ mệnh khác nhau. Yes. Meta uh, hay là Meta nói chung hay là Facebook và Instagram và riêng một thì anh, anh nghĩ là họ đều có những cái sứ mệnh trong cái journey của khách hàng khi mà đưa ra quyết định mua hàng các cái sản phẩm. Nhưng mà nó không chỉ không phải là uh, gọi là nó không phải là cái platform mang sứ mệnh Là nhất về mặt về mặt uh, chuyển đổi giá đơn hàng đâu. Ok. Còn TikTok ấy thì nó nó nó, revamp cả cái journey đấy. TikTok nó so different là nó revamp được cả cái journey đấy. Tất cả mọi mọi stage từ explore cho đến consideration, interest, action và tất cả thứ nó crunch trong những bất tập mười lăm giây. Ừ. Nó hoàn toàn nó nó destroy hoàn toàn tất cả các khái niệm marketing mà siêu Cho Chơi cắt ở đây một chút các bạn ạ. Ngồi cạnh tôi bây giờ là một người đang Ờ cảm thấy tiktok là một nền tảng phù hợp dành cho Gen Z. nhưng cũng chính người này vài tuần trước chia sẻ trên instagram rằng nếu như à, hiện tại bây giờ các nền tảng nó đều khi mà chúng ta sử dụng các nền tảng khác nhau thì đều thấy rằng là sự xuất hiện của các brands quá mạnh mẽ à, cũng chính người này nói rằng tương lai của marketing phải đi vào chiều sâu không phải chỉ đơn thuần là những thứ có liên quan nữa thế thì chiều sâu với 15 giây liên quan về nhau Thế rồi 15 giây chắc chắn là không đi anh thử cái cái chiều sâu, cái chiều, cái chiều sâu mà anh nói là đó là uh, nó là chiều sâu về mặt nhận thức về penetration mặt nhận thức của cái brain. Um, còn cái 15 giây anh nói là thật sự là cái journey để họ spontaneously đưa ra quyết định mua hàng vì thật ra Gen Z rất spontaneous uh, anh hay anh lại đi với cả các bạn này nếu mà một bạn Gen Z nam ấy nó sẽ như một bạn Gen Y về mặt thầy đi mua hàng vì Gen Y nữ chắc chắn nó sẽ spontaneous hơn mua hàng sẽ spontaneous hơn là nam nhưng mà Gen Z nam thì nó spontaneous y như vậy còn chúng ta chưa chưa một bàn về cái Gen Z nữ thế cho nên là họ spontaneous hơn rất là nhiều và cái 15 giây ở đây anh nói là nói là cái trải nghiệm crunching tất cả mọi khái niệm để mà đưa ra quyết định mua hàng cho bình cảm rồi. còn cái chiều sâu ở đó đây còn chiều sâu anh nói đến việc là in the future lại nói đến cái cái uh, cái 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 attention mà cái brand là cách nào và brand sẽ có thể có được cái attention của audience <laughs> thì uh, vì vậy các bạn tất cả chúng ta đều là fight for attention tất cả mọi, mọi người không chỉ là brand and with bất kỳ thì um, đối với cả brand lúc đấy thì cái standpoint của cái brand nó không nó không chỉ đơn thuần là về để làm sao để có được có một cái một cái video 15 giây tiểu chân khách hàng xem và bên cạnh thầm mà là đang cầm lướt tiền tiktok rồi Nào sao mà cái phiên live stream có nhiều mắt Thì kịch bản nó bây giờ nào sao nó không chỉ đơn thuần là như vậy Mà phải build được cái relationship Cái, cái thật sự cái core relationship Và cái DNA của cái brand Nó phải là cái tie in tất cả của cái community với nhau Tôi cũng chọn là community Thì cái đấy cái đấy nó lại là sứ mệnh của các platform khác Hay à, là ví dụ như là cái meta, meta đang làm Đang, đang thay đổi hoàn toàn Diệm mạo của bản thân Trong thời gian sắp tới anh anh tin là Meta sẽ làm được đấy và thật ra anh cũng anh, anh, anh thích như vậy hơn um, thì Meta Meta is built for relationships a built for community Instagram có vậy Instagram somewhat nó vẫn nó vẫn hội tụ được cái mỗi được cái cái lý tưởng đấy từ Meta TikTok thì không TikTok thì nó hoàn toàn khác Vậy cho nên là bọn anh nhìn TikTok chưa bao giờ bọn anh nhìn TikTok nó là một platform để bọn anh sống sự của nó. Nhưng mà không thể nào có sống thiếu nó hay cái đấy rất khác nhau. Đó. Vì nếu mà sống thiếu TikTok thì cái presence của mình sẽ không thể nào chạm được đến các bạn Gen Z. Rất khó. Vì ok, các bạn không sẽ không, không, cần phải kiểu thật sự yêu thích cái brand qua TikTok. Nhưng mà at least là các bạn cần phải biết mình qua TikTok. Đấy, nhưng mà cái nơi để mà thật sự là các bạn socialize à, dần dần về sau rồi các bạn sẽ sẽ communicate với cả community. Vì vì bất kỳ một audience nào về sau cũng lớn đấy. Thì không thể nào mà audience của Gen Z bây giờ người ta sẽ chỉ dùng TikTok mãi được. Mà xưa người ta bắt đầu dùng các nền tảng khác, người ta sẽ divert dần dần sang cái tỷ trọng về mặt thời gian sử dụng trên điện thoại nó sẽ bắt đầu dần dần, dần dịch chuyển ra khi mà độ tuổi của họ bắt đầu lớn lên, họ sẽ bắt đầu shift sang những cái platform khác. Thì em tin là mỗi sứ mệnh của mỗi platform là một sứ mệnh khác Ừ. Thì TikTok sẽ support exploration, cái này sẽ là làm nó so good for exploration đối với các bạn Gen Z. Như vậy như là staying in touch và keeping the relationship thì Vậy nếu như bây giờ em có một um, sản phẩm, em cũng muốn bán cho Gen Z, em cũng không muốn bán chụp giật, em cũng muốn xây dựng dần dần brand, cũng đi xa đi lâu dài, thì anh sẽ cô động nó trong một chiến lược như thế nào? Wow, ok. Bán cho Gen Z đúng không? Yes. Uh, anh nghĩ là uh, budget phân bản vấn đề đúng không? Oh, ok, <cười> <cười> là vấn đề. Rồi, cho là on time budget nhất On side budget thì anh nghĩ là như này Hãy nghĩ là Nếu mà là một sản phẩm tiêu dùng uh, Anh uh, cứ là Tức tạp thời gọi là tiêu dùng Như sản phẩm tiêu dùng uh, Cho các bạn trẻ Gen Z Thì chắc chắn là Hai Chắc chắn là cái platform Hai platform Nếu được Thì là hai platform Còn nếu mà thay đổi budget nữa Thì là một platform duy nhất Thì nếu mà được lựa chọn hai Thì anh nghĩ sẽ là hai, hai lựa chọn platform Đầu tiên là Instagram <laughs> Hai là TikTok Uh, Instagram thì không phải là mục tiêu là cái bán hàng trên Instagram mà Instagram nó sẽ là là cộng đầu nổi thông tin để bạn chuyển đổi bán hàng sang Shopee Tinh. và TikTok thì nó sẽ là bán hàng trên TikTok rồi. Câu chuyện của việc là nếu mà tính gọn hơn nữa thì nó sẽ là một platform mà sẽ chọn ra TikTok. T yeah. Và cái cách tìm cái cách maybe là anh sẽ anh sẽ anh uh, sẽ uh, sẽ uh, advice là để grow đầu tiên bởi in the early stage uh, thì thật sự là sẽ phải hiểu cái platform của tiktok tức là nó mềm từ cái gì, uh, tức là tiktok nó rất khác các platform khác ở một thứ là cái cách mà một người dùng explore ra sản phẩm thì nó sẽ có hai cách, một là dĩ nhiên là chúng ta tự quả báo và hai nó sẽ là influencer marketing influencer marketing nó sẽ là trước tiktok mà sau tiktok cái game nó khác hoàn toàn nhau Yes. Đến bây giờ influencer, influencer thật sự là they live on TikTok. Và cái việc là một sản phẩm nó được explore. Ai là ví dụ như, như này, này cho các bạn, các bạn nhìn được sự khác biệt của khiếp nhất. Um, influencer quảng cáo trên Instagram. Thì về cơ bản, về cơ bản là cái cấu trúc chi phí để mà quảng cáo để nó vẫn là nhận hoặc nhận tiền quảng cáo. Và sau đó thì là nhà bán hàng, tức là bên brand, sẽ phải đo no lường sẽ ok là bạn này ở uh, khi mà bạn này đăng một cái story lên đăng một cái post lên hoặc thậm chí là đưa một cái đường link nào đấy dẫn affiliate về shopping yeah. thì ok nó sẽ ra được chuyển đổi như thế nào vân vân nhưng bây giờ trên tiktok it's different là tiktok bây giờ là bất kỳ một ở một bạn kol nào cũng có thể lên một cái video và nhận một cái mức commission cho chính cái sản phẩm đấy và và cái cuộc chơi nó thay đổi hoàn toàn từ việc là explore sản phẩm từ việc là các nhà các brand nó làm họ là việc với cả các influencer như thế nào uh, và relationship giữa brand và các influencer là sao ra làm sao video ở đây mình chỉ phần hai là phần, là, hay là phần là live mm. và từ từ contribution về mặt là doanh thu livestream stream của tiktok bây giờ đang growing cực kỳ khủng khiếp rất là nhanh rất là nhanh chóng như là một phim bán hàng một là của hà linh thì chắc là chúng ta đã được chứng kiến rồi. Điều yeah. bán hàng này đạt được 6 thì doanh thu Anh không có bất kỳ một thắc mắc này là một concern nào cho đến tháng 12 thì chúng ta sẽ nhìn thấy một phiên bán hàng lên khoảng tầm động chục tỷ ừ. chắc chắn luôn vì là với cái growth speed này này em tưởng tượng là khi mà cái consumer nó đang dịch chuyển để nó dịch chuyển lớn tự nhiên bây giờ bùng phát đến tháng 12, 21, 2 năm nữa nó sẽ bằng những phiên doanh thu một phiên bán hàng trong hai tiếng doanh thu 100 tỷ là cái chắc chắn nó sẽ xảy ra 100 phần trăm guarantee yeah. em tưởng tượng là hành vi của người mua đang thay đổi và nếu mà brand không hiểu điều đấy thì không thể nào mà đó không thể nào sống thì bọn bọn anh lead by cái philosophy đấy và đến khi vào cách đây vào tầm là một năm mà anh nhìn ra được cái đấy thì là anh thay bộ thay đổi toàn bộ thay đổi toàn bộ đầu tiên là tư duy bản thân đó về mặt là okay marketing nó không phải là như này nữa branding cũng phải là như này nó vẫn là như thế này nhưng bây giờ để mà reach out để order gì thì nó phải khác và thay đổi cái 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 cột đầu vào mình mở ra nó phải open hơn like phải khác nó, mm. nó 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 sẽ phải thay đổi cách mình cách mình approach công việc của mặt là growth và marketing để làm sao mà thực sự là là mình bản thân anh hay họ là để mình không bị không bị lỗi thôi Chết rồi. Nếu mà như thế thì các bạn mà đang học marketing, tức là đang học chuyên ngành marketing hiện tại, sẽ có một lo lắng là không biết tôi đang học để làm gì vì những kiến thức này dường như đã không còn áp dụng được trong một xã hội mới hiện nay thay đổi quá nhanh. Thì anh nghĩ các bạn nên làm gì trong giây phút này? Hầu anh anh nghĩ là anh nghĩ là anh nghĩ là không nghiêm trọng vui đấy. anh nghĩ anh nghĩ là <laughs> tất cả những cái cái kiến thức về mặt uh, về mặt marketing thì nó vẫn sẽ apply <laughs> nó vẫn đi từ những cái những cái kiến thức cơ bản của việc là cái hành vi inside copy uh, tất cả cái đây nó vẫn apply nó chỉ là apply một cách khác thôi <laughs> apply một cái nó apply vào vào và cái growth strategy đó rất khác nếu mà chúng ta đang nói về việc là tiktok thôi còn không nhất thiết nó phải là tiktok mà thực ra ra thì vì là cuộc nói chuyện ở nó xoay quanh tiktok thôi nhưng mà nó phục vụ nghĩa là thiếu tiktok thì brand rank không thể sống được right để để các bạn không phải quá quá lo sợ không lo lắng nhưng anh là một người học marketing tay ngang đúng không anh không học bài bản bài bình đúng anh học này và đến bây giờ nó là thứ anh thích nhất trong doanh nghiệp uh, growth là thứ thích nhất thì thì trong growth thì có marketing thế thì anh đã tự học như thế nào anh hoàn toàn là tự học tự học không và uh, cho đến thời điểm vừa anh chưa đi học học khóa oh. anh anh không anh không anh chưa, chưa đi học thì phải không đi học nhá anh chưa đi học tập khóa học nào nhưng mà sắp tới thì khả năng là anh sẽ phải cởi mở hơn mm -hmm. anh sẽ học thêm một chút về I don't know, về thích học một chút um, còn cho đến up on this this point thì anh chưa đi học tập khóa nào và hầu hết là tìm tự học tự học qua các session uh, các video online và các uh, qua blogs đọc rất nhiều uh, và và xem các các các, các, các tutorial thậm chí là kiểu Việt Nam luôn uh, nói về kiểu nội dung nói về kiểu uh, algorithm vân vân của kiểu các platform khác nhau hay là về kiểu thậm chí là về digital yeah, ừ. Các anh cũng tự xem hay là về kiểu content thế nếu như bây giờ anh có một bạn làm marketing rất chuyên được chưa chuyên môn của bạn ấy là marketing ở DTX um, anh có tin tưởng để cho bạn ấy lead toàn bộ không <laughs> nếu mà lead toàn bộ ở cũng có thể là làm marketing toàn bộ mà marketing của các thương hiệu và anh sẽ không cần phải động tay vào nó nữa. Chưa bất kỳ. Thế sao lại thiếu niềm tin như thế? Chưa bất kỳ một ai mà anh tin được đến với. Thật đó. Thì là không. Yeah. Vì anh uh... không phải, không vì anh anh tào tháo bán nhưng mà là vì uh... vì một phần anh nghĩ là là cái kiểu của anh chưa bao giờ là cái kiểu kiểu vứt lấy sau bể, sau sau kiểu không không quan tâm nữa, mày sẽ check in liên tục tức là nếu mà nếu mà câu hỏi của em có thể là là anh phải tin tưởng hoàn toàn để bạn ấy tiếp nhận một đề bài từ lúc giao cho đến lúc deliver luôn ấy thì chưa bao giờ có bất kỳ một ai ở đây là lạc mà sẽ luôn luôn ở giữa có những điểm check in của em anh sẽ follow up, để anh sẽ biết là okay, cái, cái progress đang như nào progress đang chậm thì mình phải Nếu nó đang có vấn đề gì trong quy trình thì mình phải chỉnh sửa kiểu kiểu đấy còn để bạn ấy làm 100% phần thì anh có thể anh vẫn để các bạn ấy làm nhiều nhưng mà chưa bao giờ là là hoàn toàn không có một lần check in nào ở giữa cái problem trong cái creation process này um, yeah. um, theo cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ và theo những gì em tìm hiểu ấy, thì em đang hình dung rằng anh là một người sống theo lý tưởng, tức là trường phái là theo lý tưởng. Còn sẽ có những người sống theo thực tế. Hôm nay phải có tiền về đã, có tiền về thì mới sống tiếp được, sống tiếp được. Còn những lý tưởng của mình đôi khi nó sẽ thay đổi uh, khi mà uh, thị trường thay đổi, khi mà góc nhìn thay đổi. Anh là đúng nào? anh nghĩ là thực ra nếu mà nói là thế anh anh nghĩ anh thực tế hơn đấy mm. anh practical anh rất practical nhá để lead business anh nghĩ là để mà đặc biệt để mà leading business thì phải rất là practical dĩ nhiên là vẫn có thể bay nhưng mà một chân chắc vẫn phải chắc đâu uh, thì uh, thực tế uh, tức là về về cơ bản thì là kể cả là và và anh nghĩ là vài vài nghĩ là trong hai năm nay lại thực tế hơn vì sao vì anh nghĩ, anh nghĩ là anh đã thay đổi uh, suy nghĩ một chút về cách lập truyền thông và branding cho thời đại Gen Z. Uh, sau khi hiểu, sau khi hiểu hơn và sau khi kiểu live trong cái sau cái buổi quay trong hai năm nay, thì anh nghĩ là like practical, practical hơn uh, nó không phải là mình không follow theo cách làm cũ nữa, mà sẽ phải balance giữa cách làm và cách làm nó mang tính thiết thực hơn và practical hơn đối với cả Gen Z. Anh lấy ví dụ như là hồi xưa thì anh nghĩ là các bạn ấy sẽ rất uh, tức là kể cả là anh là hoặc là team branding là thì sẽ rất dễ để convince anh cái việc là một chiến dịch branding mà chưa ra kết quả luôn. Đấy, và tất cả những cái cost đấy là sẽ returning in future. Bây giờ anh đảm bảo là không có một ai phải tiếp tục lại cái, về không tin vào đấy còn là anh không anh không anh không anh không tin cái đấy một cái cách như trước nữa vì anh nghĩ là bây giờ là cái gì cũng measurable được và cái quan trọng hơn thì bây giờ nó phải practical đặc biệt là ở thời đại digital việt giờ kể cho ta nói về branding đi chăng giờ ok thì branding về cái chỉ số chỉ số nó đang branding trong so một cái là có thật sự là kiểu nó có traffic nhiều hơn hay không hay là ok nếu mà nói là không traffic tăng là gì ok vậy thì bây giờ cái brand awareness là cái gì brand awareness nó đến từ việc là keyword search về branding của mình có tăng hay không tất cả cái đấy nó, nó, rất practical bởi vì là với thời điểm bây giờ mày cái để đều measure hồi ừ. trước nó không measure được nhưng bây giờ nó đều measure được thì trên nên anh thực tế hơn là... um, quay trở lại toàn bộ cái hành trình ha à, em cũng có đọc được một chia sẻ nữa của anh ở trên Instagram và anh có nói rằng là em đọc nhiều chia sẻ của anh trên Instagram thì chắc thì của em phải thế <laughs> uh, nhưng nó cũng đi <laughs> và 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 có rất nhiều thứ nó chạm đến em ờ, trong đó có những chia sẻ về mình nên cảm ơn những giây phút mà mình không vui đúng không những lúc mà mình không không hạnh phúc không vui vẻ thì mình nên cảm ơn nó bởi vì, vì nhờ nó thì chúng ta sẽ có nhiều thứ khác thế thì đâu là cái giây phút không vui nhất trong cuộc đời khởi nghiệp của anh đến bây giờ anh chân thành mà nói là anh không đi find được cái giây phút đấy và cũng khó tương tự như em hỏi anh giây phút hạnh phúc nữa. Thì anh nghĩ thực ra nó không có nhất Mà nó sẽ luôn luôn diễn ra Nó sẽ có những cái small moments of happiness Và nó sẽ có những cái small moments of disappointment và dishappiness Vậy thì liền và nó diễn ra liên tục Và thậm chí trong một ngày anh có thể có cả hai cái group À không phải một lúc mà ý trong một ngày diễn ra anh có thể cả hai cái khoảnh khắc để nó sân báo xảy đến um, Thì anh nghĩ là nó là một cái journey và nó diễn ra liên tục Ờ uh, Vậy cho nên là uh, Để nói là kiểu Khoảnh khắc bất hạnh nhất và là kiểu bị disappointed nhất anh, anh không anh không có thì anh 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 get up hỏi cái đấy khá là nhanh honestly khá là nhanh tức là kiểu right away luôn và và kể cả là happy thì anh cũng chỉ happy một tí thôi không xong lại get down to earth và và cũng on Instagram cũng có có một một cái bài anh không được like chia sẽ khá 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 là khá là lâu anh um, anh nói vào cái đấy anh like, cũng nói team thường xuyên luôn khi mà team có một cái small week Nhà celebrate for wins all the time Thì khi mà team purpose for win thì anh bảo là anh em celebrate thả bài Rồi mà hậu đêm nay chúng ta có thể chơi hay là chúng ta có thể celebrate Không nên xuất sản Nhiều ngày mai chúng ta sẽ get down to what we chưa từng ở một win nào sẽ à, Vì là that's the attitude Cái đấy là cái thái độ cần có Nhưng ngược lại thì khi mà bị down thì cũng phải đứng dậy được Và ngược lại nếu mà thắng thì cũng phải 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 bị trở lại thì Tất cả những cái Tất cả những cái đấy là nó đến từ qua cái lần thất bại đầu tiên Và Cho nên là 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 không bao giờ được có sự chủ quan này nhỉ? anh nghĩ là như thế và nó nó gì là nó là một phát ngã quá đau. cho nên nó 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 cho anh lên những cái bài học mà đến tận thời điểm bây giờ anh vẫn anh vẫn anh vẫn follow thêm um, và cái lần ngã đau nhất đấy chính là chính là lần mà phải đóng cửa thứ cái số box và đến bây giờ nó vẫn là thất bại đắng cay nhất anh sẽ không gọi là đắng cay nhưng mà đúng đúng thất bại thất bại mà nó dạy anh nhiều nhưng mm. mà nó dạy anh nhiều đấy mm. um, um. Em luôn cảm thấy là anh sẽ có một cái nhìn về phía trước. Luôn luôn mong muốn rằng mình sẽ uh, làm lại bằng cách này hay cách khác. Sẽ vượt qua được khó khăn. Thế thì đâu là thời điểm mà một người nên tự nói với mình rằng... Cái này yes. <laughs> Thế này là đủ của... Uh, anh ấy nó khác nhau đối với người được. Cái này cái này cũng không thể nói trả lời trả lời cho cho uh, cho mọi người được anh nghĩ nói với anh đi anh ấy đối với anh thì cái moment of enough đấy uh, tại thời điểm bây giờ honestly tại thời điểm bây giờ anh anh uh, anh anh chưa thể cảm nhận được để mà biết được là đây là thời điểm nào yeah. vì anh nghĩ là nó đến và nó sẽ đến một cách rất là riêng tức là nó sẽ oh, all, of a sudden nó, nó, sẽ cảm thấy là this is enough anh tin vào điều này anh tin về điều này còn nếu mà kiểu mình đang ngồi đây khi mà cái đích đấy nó maybe là kiểu còn, um, còn, khá là xa thì mình không thể define được đấy là cái đích vì mình chỉ biết khái niệm về việc là đấy là cái đích thôi nhưng mình chưa biết cái cảm giác cái chạm được cái đích đấy nó như thế nào nói như như với việc là nối với cả nhiều người cái cái mốc 1 tỷ đồng đầu tiên khi mà mình đã không có 10 triệu đồng thì một tỷ đồng đầu tiên cảm giác sao rồi thì maybe là kiểu cảm giác thỏa đáng nhé một khi nạp được cái đấy thì right away là kiểu nó sẽ có một cái mục tiêu nào khác thì xem. Có... chưa đạt được gần đạt được thôi mình đã có cái đích khác khá rồi tài. Vậy cho nên là cảm giác nếu mà ngồi ở đây thì maybe là enough nó là như thế nào Và anh nó không nói về việc là kiểu enough là tài chính Vì thật sự luôn chia sẻ một cái rất chân thành Là chưa bao giờ là anh làm tất cả thứ này để theo đuổi về tài chính Like never Đã. Chưa bao giờ luôn vì thực ra vì cái, cái, cái cảm giác cái fulfillment Khi mà đang trên cái chặng đường và trên cái con tàu mình mới là cái mà drive anh liên tục, tục rất là vui, rất là rất là kiểu cái... Cảm giác mà wake up every day Vậy. Và tài chính nó là kết quả của cái này. Còn nếu mình đặt ấy, cái lăng kính của mình nó focus vào tài chính thì tất cả các quyết định khác nó sẽ bắt đầu dạy này. Ừ. Vì khi mà một tổ chức nó đặt tài chính lên hàng đầu thì đồng nghĩa việc là cũng như là anh đặt tài chính lên đầu khi anh còn làm cho bà Anh ơi, nhưng mà không phải ai cũng chơi crypto. <cười> <cười> dạ, đúng không? Không <laughs> oh, <why? cười> Và có những người họ ôn in tất cả tài sản của họ 60 triệu hoặc 120 triệu là đây họ không còn gì cả. Thế thì họ phải làm sao trong tình huống người phải lựa chọn giữa việc tiếp tục nuôi dưỡng và giúp cho mình cảm thấy fulfilled với việc là ngày mai ăn gì? Ăn à, gì, đúng không? Thì sẽ với bất kỳ một, anh ấy nói là bất kỳ một uh, sai lầm nào để mà trả tạo tiền mặt họ. Ừ. Anh 2017 trả tạo khá nhiều với, với cái cuộc chơi đấy thôi. Thế nên là gần như là những cuộc chơi về kiểu những sai lầm kiểu đấy thì anh cũng chạy trải qua khá là nhiều ờ. Thế mà giáo, anh anh nghĩ là anh anh đích trong có còn vượt qua khả xa. Nhưng mà trong lúc đấy á, thì anh động viên bản thân bằng cách nào? Tại sao ông nghĩ là thôi đi làm, đấy quay trở lại đi làm một cái công ty nào đấy cho mình thu nhập ổn định cũng ok mà. Có cái niềm tin nào nó giúp mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đấy không? Niềm tin về chính cái đứa con này. Em ừ. Nghĩa là niềm tin về chính đứa con này. ờ uh anh anh có anh có tâm sự với một vài anh em thổi đầu để làm coi nó thành là lúc đấy là để mà focus vào luôn thì anh đánh đổi cái công việc full time job kia và đó là full time không phải part time yes đó là full time job of oh. of kiểu head head of kiểu retail thì ở Austi là pay nó cũng ok ở Bison ở đây là anh hai mươi bốn tuổi hai mươi lăm tuổi hết pay nó cũng và hoàn toàn là uh, đánh nội một cái một cái ở uh, salary một tháng mà có vẻ không thể nào mà nói là không học được gì nhá học được nhiều luôn tức là nếu mà nói là chặng đường này nó có fulfilling không anh nó cũng fulfill chứ không phải là không đâu chúng ta không chúng ta lại đặt lên bản cân thậm chí là anh có thể nói là cái đấy nó khá là nó mới xem rất nhiều ấy <laughs> nó nó safe hơn nó safe hơn nó nó vẫn cái thrilling nó vẫn đủ khó hàng này nó vẫn challenging um... nhưng nó là cảm giác mà nó không phải không phải là thứ mình thực sự muốn. Yeah. Tức là nó là cái nó là cái cảm giác là ở uh, cái này nó không phải là cái thứ mà là mình bắt dậy dậy Nó chỉ là cái cảm giác đấy thôi. Thế cho nên là để mà nói là nó có cái công thức nói không anh anh nghĩ là không vì nó là nó là nó là xong là, là something vui Tại sao lại có câu hỏi này bởi vì uh, trên the red dot thì có khá là nhiều bạn đang ở trong cái ngưỡng cửa và quyết định nghỉ việc full time để theo đuổi một cái ước mơ nào đó mới. Um, nếu như định nghĩa là cái ước mơ này là lý tưởng thì có thể chưa đâu nhá Nhưng đơn giản là bởi vì các bạn ấy đã hai mươi mấy năm rồi Đi làm một cái công việc full time Và chỉ nghĩ rằng mình phải làm một cái gì đấy khác Thế thôi Và các bạn ấy đặt câu hỏi rằng là Chị Trang ơi có thể hỏi các founder rằng Bây giờ em nghĩ cái việc full time này Em quay ra em làm một cái thứ mới mẻ Cho em một chút niềm tin rằng em sẽ đi được với nó Từ một cái cuộc sống ổn định sang một cuộc sống hoàn toàn không thể có gì chắc chắn cả thì... <laughs> Nhưng Thật ra em nghĩ là câu trả lời đơn giản Bởi vì chết khó Thực sự là chết mà chết là không thể sống được Thì cũng khó à, Trong tình huống cuối cùng khi mà các bạn khởi nghiệp không thành công Thì vẫn còn có cách quay trở lại làm thuê Cùng lắm là quay trở lại làm thuê Nên là chắc cũng không dễ chết đến thế đâu Cứ 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 khởi nghiệp thử đi nhỉ Luôn luôn là nên start ở môi trường Là đi lại Honestly là cái này là Cái trường gọi nó gần như là recipe for disaster nó là không phải một trăm phần trăm anh cũng có đi làm trước rồi mà có đi, đi làm trước anh à, sao vì thế chính vì thế cho nên tôi tư là đi làm thêm đi không phê yeah, vì anh nghĩ là không có ai vừa tốt nghiệp xong có thể đủ cứng thể để, để khởi trừ khi là thì khi là ok là không không thể nào chờ nữa thì thì cứ làm no. will nhưng mà nếu mà có lựa chọn ấy không lựa chọn thì nên đi nên đi vừa trải vừa học bữa được lại vừa bữa... tích vốn được phương anh 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 lúc sắp tinh thủ vì sắp vào học sinh vì cần học theo vì nó vừa vừa giá trị của practically suy nghĩ thử theo cách này là người ta còn nó trả tiền cho việc học thì bây giờ mình là vô vi học yeah thua anh dành bao nhiêu phần trăm cuộc sống của mình cho DTX <laughs> anh nghĩ là hồi hết mình cần hết một trăm phần trăm này ờ thế mà nếu mà anh cần phải ngủ mà nó phải quỹ thời gian đúng rồi nên là phân tích theo kiểu quỹ thời gian à không vì... em, em 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 sẽ nói lại thật ra có nhiều người founder là trong lúc ngủ họ vẫn nghĩ không không thực sự ngủ được đúng rồi tức là trong mơ còn thức vâng <laughs> vậy đó nhưng mà đi set mail thì anh nghĩ là sắp, sắp cuốn offer tám mươi phần trăm sáu đến thế thì tám uh, mươi mà quy ra số thời gian làm việc một ngày đi 12 tiếng một ngày thế ngoài 12 tiếng một ngày ra thì anh có sở thích cá nhân gì anh nghĩ là để làm được 12 hai tiếng một ngày ở uh, một okay, cách efficient nhỉ? Anh sẽ không nói là cả cái hai tiếng để nói efficient yeah. Uh, không. Đấy. À, nó sẽ có các công việc nó được dedicated là chỉ là một buổi sáng vì lúc để đến mình tập trung nhất. Để, mình, làm một công việc khác nó dedicated của chiều và nhưng không một công việc nó dedicated vào buổi tối. À, hmm. uh, nhưng tuy nhiên là để làm như thế thì anh nghĩ là cái cách khoảng thời gian mà một người dành cho bản thân nó rất là quan trọng. Là cái quãng thời gian thật sự là để đi vào deep rest, deep rest và hiểu bản thân thì trong đôi nhà anh khá là gen đấy, trong, trong anh có thể không gen đâu nhưng mà anh gen phết đấy, anh anh, 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 anh gen phết đấy buổi sáng nhiệt thêm thủng các kiểu em tin là ai mà khởi nghiệp rồi đến một lúc cũng phải gen à không gen không được đấy yeah. yeah. thì thì anh dành anh dành ở uh, uh, no, uh, một cái routine nhất định để kịp cái body cái thân thể này cái <laughs> <laughs> cái thân thể này <laughs> energize xuyên suốt cả ngày và đầu mình nó nó mới mận routine sẽ là gì một cái typical routine đi một cái typical routine của anh thì thông thường sẽ diễn ra vào uh, sáng sớm và tối ngủ thì là chính xác là lúc vừa mới ngủ dậy và lúc trước khi thì routine mà cái này cũng là hoàn toàn là phải là kiểu nó 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 dần dần nó build up hồi xưa của anh nó từng thứ Routine thứ từng rồi mà lúc đầu thì cái câu chuyện về việc là cái anh explore ra kiểu meditation này thì ra cũng rất là tình cờ hoàn toàn không phải là tiền là việc. là hồi thời điểm đấy là hồi thời điểm vừa mới vừa mới thôi thứ thì anh bảo là tự nhiên kiểu kiểu như kiểu ông có một cái wake up call như thế nào để anh không nhớ và cái đây vào 7 bảy năm thì ông bảo là có một cái khóa học này anh ấy năm đi học thì là anh còn nhớ đến vào học của chị là thiền đương đạc học vài bộ thật luôn. Thì anh đi, anh nghe vào cái chưa bao giờ thì đi. Thì uh, lúc đấy thì anh uh, thì là lúc đấy là chị lúc đấy là một trợ giảng cho một ông thầy uh, tên là Frederick là một người Pháp và học qua 10 session đấy thì anh hiểu về mặt cơ bản là là thiền hay là nó thực thật nó chung khái niệm về kiểu là thập giáo nó không phải mà nó nó không phải những thứ mình kiểu biết trước đây về mặt cơ bản nó là wisdom nó là phổ môn nó bổ môn về chính thức thế nên là meditation hiểu rất đơn giản nó là kiểu nó là thở và quan sát bản thân thế anh 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 anh, thế anh anh chỉ tin vào việc bảo cái okay, đường nếu mà bị kíp nó như thế thì nó sẽ tốt cho mình về mặt về mặt refresh của bản thân và để, để mình hiểu thân hơn thế nên là lúc đầu chỉ bắt đầu vào okay, việc cái đường thiền ngủ sáng ừ, ngủ dậy sau phát là kiểu đánh răng mặt làm cốc nước xong thiệp thế vào tầm là kiểu 8 phút được à, tập bây giờ thì nó lên thành nếu chỉ 15 phút buổi sáng nay không ngồi kiểu cả hai tiếng đồng hồ buổi sáng thì vì cái routine nó rất là đơn giản đó là anh dậy thế rồi mà làm lọc cốc nước đầu tiên là phải nước để refresh bản thân sau đó thì là uh, mấy phút thôi để mà chất là để mà mình để mình quan sát được cái suy nghĩ của mình uh, tách biệt mình ra khỏi vấn đề để quan sát được suy nghĩ của mình là thật sự là vì là đôi khi trong ngày là mình hay bị cuốn theo suy nghĩ bởi cái khái niệm này nó rất là phổ biến đến mình nó không nhận ra là mình đang bị cuốn theo suy nghĩ và mình hay bị gắn bản thân mình từ self vào cái suy nghĩ này. tôi là cái suy nghĩ này nhưng tôi không phải yeah. tôi và cái suy nghĩ đó hai thứ khác nhau thế nên là thiên nó làm mình tách biệt phải và anh anh keep it that way chứ anh không muốn đi đâu xa hơn nữa cả anh, anh chỉ muốn nó như thế thôi đó. để mà mình clarity hẳn ngày khi mình đi làm thì anh dành là phút ra để làm việc sao sau thì anh bắt đầu kiểu energize bản thân lại tập tập thể cơ bản thì anh anh ở anh ở anh ở ngay cạnh cái hồ để đi bộ sáng để chạy con để refresh một chút giờ sau đó thì là thay vì là uống cà phê thì anh sẽ uống trà, vậy ở cũng mới có practice rồi đâu về uống trà thì thì cái này là baby là các bạn trẻ có thích không? Thực ra trong trà nó cũng có cà phê, Ờ, vậy đó và sau đó thì anh ngay sẽ đi làm cái bài trên suốt nửa buổi, về về nghề buổi và honestly nhá nghe thì là 12 tiếng nó nhiều nhưng buổi tối không mệt thật sự luôn không mệt không thể mệt kiểu dã rời của con người đâu vì anh nghĩ là một phần là vì là đây là đây là thứ anh cực kỳ đam mê yes. và anh nghĩ là như vậy uh, và đến buổi tối cái công ty cuối cùng của tôi trước khi đi ngủ rất nhanh luôn trong 15 năm phút là anh make sure là anh có một thứ ngày mai của là sắp đặt mm. không anh suy nghĩ nhiều gì về công việc trước khi anh... just quickly kiểu vì là anh anh còn làm về trên app à? cái app kiểu to list và sau anh highlight thành một thứ ngày mai tốt một thứ để sau so tôi kiểu highlight 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 và tốn hết tầm là hai ba phút mm. đang luôn. Và sau đó bắt đầu vừa lướt tiktok. Được chứ? Vẫn phải vừa tiktok. Vừa lướt tiktok vừa là cho công việc, vừa là cho giải trí. Anh nói thế có nhiều người sẽ cũng làm như anh. Nhưng mà phần lướt tiktok là 180 phút. Bữa bữa. Thì không nên lắm. Không hợp lý lắm. Um, ok. Uh, nếu như bây giờ có một thứ duy nhất thôi nhá. Một thứ duy nhất mà các bạn trẻ. Tức là bắt đầu bước vào cuộc đời của mình ạ được cầm theo và họ chỉ có cái đó thôi để họ mang theo trên cái hành trình trưởng thành lớn lên phát triển của mình thì theo anh anh sẽ tặng họ cái gì? Không nhất gì phải là đồ vật không? bất kể cái bất kể, nghĩ... bất, kể, bất kể bất kể gì anh nghĩ là ở uh, trong một chiếc hộp thần kỳ để anh mong muốn là các bạn trẻ mở ra và ngay lập tức là sẽ uh, đầu tiên là là sẽ phải tìm mật ăn vậy vì uh, vì cái này là kinh nghiệm cá nhân uh, từ việc là làm việc xử lý với nhiều bạn trẻ đấy thì uh, cảm giác Mặc dù là mình hay nói là kiểu Gen Z là một cái thế hệ kiểu uh, rất là rất là ưu tiên cái từ self nhưng mà ngược lại cũng chính vì là các bạn đấy lớn lên cùng mà xã hội thế cho nên là cái sức tự ti nó cao hơn là các thế hệ khác cái này là anh đảm bảo luôn là generation gap là chắc chắn là mình sẽ nhìn được về. về mặt là về mặt chung thì thực ra ở uh, anh thấy là tỷ lệ các bạn Gen Z mặc dù là giỏi nhưng tự thi rất nhiều các hội sợ thế cho nên là cái đầu tiên là anh muốn là phải tin vào bản thân nữa vì without cái tin đấy thì không thể nào mà làm được đấy vậy anything thế cho nên là uh, tin bản thân là làm được á và thậm chí là tin một cách hơn nó một chút không sao cả thà là tin vào đâu kiểu anh tin là anh làm cái cơn lần lúc này anh làm được thì, có phỏng nghĩ có nghĩ sâu xa về và kiểu có phân tích bất kỳ cái gì đó và cái thứ hai là cực kỳ bền bỉ của nó em là very persistent right. very persistent cứ đi rồi sẽ đến nhưng mà dĩ nhiên là và và thật cái gì đi sẽ đến nhưng mà là phải luôn 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 tin tưởng vào thứ đó tin tại vì nếu mà và cái này không chỉ là cho kiểu các bạn muốn làm vào, founder luôn. em nói là for any professional young people là nếu mà bạn làm cái gì để mà bạn persistent mà đặt cả trăm phần trăm vào một niềm và trong công sức cũng như là kiểu cái trái tim vào đấy nó sẽ khác anh nói thật là thậm chí pha cái cốc cà phê nó sẽ khác chứ đừng nói là kiểu làm một công việc yeah. đấy thế cho nên là làm cái gì không bao giờ làm ở nào. Mm. trong trong tiếng anh nên nó có một từ là kiểu harvest không bao giờ làm harvest ấy. làm vào một trăm phần trăm mình đặt đặt tâm của mình vào vào bất kỳ một cái gì mm. hơi tham xin một nhưng mà <laughs> cho những cho, cho tần hai tận hai anh nghĩ cả hai cái đấy cộng vào thì nó mới thành một uh, một một một, uh, một cái giải pháp chọn đấy được yeah. cái cái hộp mà chọn vẻ được mà không thì you nó know. sẽ thiếu một mạch khi nãy anh có nói đến một ý là cứ đi đi có thể nó không đến nhưng mà không đến cái đích mà mình nghĩ ban đầu thôi nhưng mà chắc chắn nó đến một cái điểm nào đó và khi mà ở cái điểm đấy rồi thì có khi là cái cảm giác trọn vẹn đấy nó còn hạnh phúc hơn Uh, nói lại cho mình nhiều thứ hơn thì sao? Có thể là những bài học, có thể là những kinh nghiệm, những trải nghiệm và biết đâu lại còn cả là những thành công lớn hơn nữa. Hy vọng rằng cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng khiến cho các khán giả của uh, The Red Dot uh, có thêm niềm tin vào bản thân mình và cứ khởi nghiệp đi, cứ thử đi nếu mà các bạn đang có cái niềm đam mê đấy. Uh, có một lời cuối anh, có muốn nói gì với các bạn đi không? Uh, anh, anh, anh uh, rất là mong muốn là tất cả độc giả, à, tất cả các người xem của Red Dot ở uh... Uh, sẽ luôn luôn uh, có thể uh, phát triển bản thân để muốn chạm được tốt hơn và if anything là các bạn tập hình đầu tất cả những gì các bạn làm we should advise uh, best of luck thank you anh cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi tập này của The Red Dot bye bye